chương 191, kết hôn. Tô Triệt lúc trước sáng tác ca khúc bên trong. Vẻn vẹn có một bài bắt chức mèo kêu công khai ghi giá. Lấy một nghìn vạn giá cả bán ra. Nhưng mà này còn là xem ở mặt mũi diêu quản quân mới bán. Sau đó, liền xem như có công ty quản lý nguyện ý hoa một nghìn vạn tìm Tô Triệt sáng tác bài hát. Tô Triệt cũng chưa từng đã đáp ứng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tô Triệt ca khúc giá trị cất bước chính là một nghìn vạn. Nếu như dựa theo cái giá tiền này mà tính. Tô Triệt cho bọn hắn chế tác một tấm album, giữ gốc chính là 10 bài hát thất bước. Này liền tương đương với miễn phí cho bọn hắn một ức. Tuy nói bọn hắn tại ký kết thời điểm, quyết định riêng phần mình lấy ra một thành lợi tức giao cho Tô Triệt. Nhưng bọn hắn bây giờ chưa bao giờ tiếp nhận thông cáo, không có phân cho Tô Triệt một phân tiền. Bây giờ có thể làm ta đây toàn ban các ngươi làm, còn lại liền muốn nhìn chính các ngươi. Tô Triệt hướng về phía hai người nói. Bây giờ Dương Linh cùng Tần Húc thông qua phía trước hát vài bài ca, đã hỏa khắp cả đại giang Nam Bắc. Lại thêm bây giờ lại có tinh quan tú hàng năm tổng quán quân danh hiệu gia trì. Xuất đạo sau đó tất nhiên sẽ trở thành đỉnh lưu. Đến nỗi về sau có thế phát triển thành cái dạng gì. Liền muốn xem bọn hắn hai cái chính mình. Nếu như giống hoa trần ngữ như thế. Bắt đầu thiên hồ. Xuất đạo tức đỉnh phong. Nhưng mà đằng sau liền bắt đầu thả bản thân. Tại giới âm nhạc không ngừng làm yêu. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào sống bằng tiền dành dụng duy trì nhân khí. Lão sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo trì sơ tâm. Dương Linh cùng Tàng Húc cũng có thể nghe được Tô Triệt ý tứ trong lời nói. Lúc này Trịnh Trọng Bảo đảm nói. Trước tiên thay quần áo tháo trang sức, buổi tối cùng nhau ăn cơm chúc mừng các ngươi đoạt được quán quân. Tô Triệt hướng về phía hai người nói. Sau đó liền bắt đầu tháo trang sức. Chờ đến buổi tối. Nguyên bản Tô Triệt chỉ muốn cùng Dương Mật cùng với Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Bốn người ăn bữa cơm, tiện thể thương lượng một chút Phượng Hoàng Truyền Kỳ sau này con đường phát triển. Bất quá, triệu xa lỏng cùng với liễu yên bọn người. Vì cảm tạ tô triệt đối với liêu đài cống hiến. Vượt lên trước một bước đã đặt xong một nhà tinh cấp phòng ăn. Tô triệt cũng chỉ có thể mang theo ba người cùng nhau tham gia yến hội. Sau khi ăn cơm tối xong, tô triệt cùng dương mật liền tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm lại vì Phượng Hoàng Truyền Kỳ viết năm đầu ca. Cái này năm đầu ca toàn bộ đều là ở kiếp trước Phượng Hoàng Truyền Kỳ hỏa hoạn ca khúc. Tính cả phía trước ban bố năm đầu ca. Cái này 10 bài hát tạo thành album đủ để cho Phượng Hoàng truyền kỳ đại hỏa một hồi. Ngay tại Tô Triệt sáng tác bài hát lúc, Phượng Hoàng truyền kỳ đoạt được vô địch tin tức cũng truyền khắp mạng lưới. Chúc mừng Phượng Hoàng truyền kỳ đoạt được tinh quang tú hàng năm tổng quán quân. Tô Triệt trấn tràng, Phượng Hoàng truyền kỳ trực tiếp lãnh thưởng. Phượng Hoàng truyền kỳ khổ luyện 10 năm, cuối cùng gặp bá nhạc. Sức một mình bưng ra giới âm nhạc đỉnh lưu tổ hợp. Chúc mừng Phượng Hoàng truyền kỳ cuối cùng hết khổ. Phượng Hoàng truyền kỳ hết thảy hát năm đầu ca, người viết ca khúc toàn bộ đều là tô triệt, đại ngộ này đơn giản cao đến quá đáng. Chính là, đại mịch mịch bây giờ cũng chỉ có một ca khúc. Có tô triệt một đường hộ giá hộ tống, Phượng Hoàng truyền kỳ nghĩ đến tên thứ hai cũng khó khăn. Ta cũng nghĩ ra đạo, có cái gì phương pháp có thể để cho tô triệt vì ta viết bài hát. Đi ngủ, trong mộng cái gì cũng có. Sáng sớm hôm sau, tô triệt cùng dương mật cùng Phượng Hoàng truyền kỳ phân biệt lúc liền đem trong đêm viết ra năm đầu ca khúc từ khúc bản thảo giao cho bọn hắn, hơn nữa an bài bọn hắn đi tìm thiên âm phòng làm việc thu. An bài xong tất cả mọi chuyện sau. Tô Triệt lúc này mới cùng Dương Mật trở về Linh Khê Thôn. Ở sau đó hơn nửa tháng. Tô Triệt cùng Dương Mật toàn thân tâm đầu nhập trong hôn lễ của mình trù bị. Cuối cùng tại ngày mùng 1 tháng 3. Khoảng cách hôn lễ chỉ còn dư năm ngày lúc. Đem trong nhà cùng với tất cả khâu toàn bộ an bài thỏa đáng. Mà theo hai người hôn kỳ tới gần. Nắm phòng một đám khách quý cùng với trong vòng hảo hữu. Còn có đại lượng dân mạng nghe tin chạy đến điều này cũng làm cho dẫn đến đỏ lĩnh hương lại lần nữa đại hỏa. Kể từ tô triệt tại năm ngoái mang hỏa đỏ lĩnh hương khách du lịch sau. Khách chủ tịch xã liền cẩn trọng, nắm lấy ngay từ đầu định ra vĩnh viễn không làm thịt khách lý niệm. Triệt để củng cố đỏ lĩnh hương bạo hỏa lên khách du lịch. Tuy nói năm nay tô triệt không có hỗ trợ tuyên truyền. Nhưng bởi vì đang gặp trượt tuyết quý. Vẫn như cũ có không ít du khách mộ danh đi tới đỏ lĩnh hương trượt tuyết dạo chơi. Đợi đến những cái kia muốn chừng kiến tô triệt cùng dương mật kết hôn dân mạng đến sau đỏ lĩnh hương càng là kín người hết chỗ. Tất cả dân túc toàn bộ chật ních. Mà tại tô triệt trù bị hôn lễ trong lúc đó. Phượng Hoàng truyền kỳ cũng luyện chế xong album. Tại tuyên bố album sau đó chính thức xuất đạo. Theo nguyên bản không có tiếng tâm gì ca sĩ. Nhảy lên trở thành giới âm nhạc đỉnh lưu. Album bên trong mới tăng thêm năm đầu ca. Trực tiếp chiếm đoạt ca khúc mới bản tên thứ hai đến hạng 6. Tên thứ nhất nhưng là Lâm Ấu Vi Ban Bố Thiên Thiên Khuyết Ca. Mới đầu. Khi dân mạng khi nhìn đến Lâm Ấu Vi Thiên Thiên Quyết Ca đang đỉnh đứng đầu bảng sau đó. Còn tưởng rằng là gia gia của nàng Lâm Triết đang ngầm thao tác. Dù sao phóng nhãn toàn bộ giới âm nhạc. Cũng chỉ có Tô Triệt có thể vượt trên danh tiếng thịnh nhất vượng Hoàng Truyền Kỳ. Lâm Ấu Vi bất quá là một cái vừa mới phát ca xuất đạo người mới. Lúc trước không có bất kỳ cái gì danh khí. Thậm chí trên Internet đều tra không được nàng tài liệu cặn kẽ. Chỉ có thể tra được gia gia của nàng Lâm Triết là giới âm nhạc tiền bối. Bây giờ xâm địa âm nhạc làm tổng thanh tra nhưng mà khi dân mạng nhìn thấy thiên thiên khuyết ca người viết ca khúc toàn bộ đều là tô triệt sau trong nháy mắt cũng cảm giác thứ hạng này bình thường dù sao chỉ có ma pháp tài năng đánh bại ma pháp cũng chỉ có tô triệt viết ca có thế siêu việt chính hắn ca khúc hơn nữa khi đám dân mạng nghe xong thiên thiên khuyết ca trong nháy mắt bị bài hát này giai điệu cùng với lâm ấu vi cái kia ôm nhu tiếng trời chiết phục đem so sánh phượng hoàng truyền kỳ đi thảo nguyên hào phóng phong cách lâm ấu vi tắc là nhu tình phong cách tại hiện nay giới âm nhạc tình ca cũng là nị nị oai oai muốn sống muốn chết tình huống phía dưới lâm ấu vi thiên thiên khuyết ca giống như là một dòng nước trong dân mạng đang nghe bài hát này thời điểm thậm chí đều có thể nghe ra ca khúc trung gian kiếm lời ngậm tình cảm cùng với loại kia lưu luyến không rời tình cảm tại trong những thứ khác tình ca hoàn toàn nghe không ra loại cảm giác này ngay tại vô số dân mạng chủ đề nóng thiên thiên khuyết ca lúc mà những cái kia công ty quản lý nhưng là thấy được cái này vài bài ca bản chất đó chính là tô triệt kinh cũng sáng tác năng lực đối với công ty quản lý tới nói muốn đem một cái nghệ nhân nâng thành đỉnh lưu ngoại trừ đầu tư còn phải xem nghệ nhân vận khí cũng chính bởi vì vậy có thật nhiều công ty quản lý cùng lúc cùng gần trăm tên tiểu thịt tươi ký hiệp ước mục đích đúng là muốn thông qua rộng tung lưới sau so vận khí phương thức đến đề cao bồi dưỡng được đỉnh lưu nghệ nhân tỷ lệ vận khí tốt tình huống phía dưới chỉ cần trong những người này có thế có một người kiếm ra thành tựu Công ty quản lý liền có thể sẽ tải thác mấy chục tên tiểu thịt tươi trên người đầu tư kiếm về. Nhưng mà Tô Triệt khác biệt, chỉ cần là đi qua hắn trợ giúp, hiện nay đều lấy được ngạo nhân thành tích, cho dù là lẫn vào kém nhất Lưu Vũ Kỳ. Trước đây cũng là bởi vì vận khí tốt. Biểu diễn Tô Triệt viết nước bọc ca bắt trước mèo kêu. Từ đó về sau một lần là nổi tiếng. Tuy nói bây giờ nhiệt độ giảm xuống không thiếu, nhưng cũng coi như được là ngành giải trí nhất tuyến nghệ nhân. Đủ loại thương diễn thông cáo mạng lưới mang hàng trực tiếp tiền thuê kiếm vào tay mềm. Chớ đừng nói chi là giống phượng hoàng truyền kỳ loại này. Đã qua xuất đạo tuổi cao nhất. Nhan trị cũng không sánh được những cái kia động đao chỉnh dung lốc trang điểm tê đồ tiểu thịt tươi. Nếu như tại hai người không có thành danh phía trước. Liền xem như báo danh luyện tập sinh. Đoán chừng đều không có công ty quản lý sẽ cùng bọn hắn ký kết. Nhưng hai người lại là bởi vì lấy được tô triệt ưu ái. Tại tô triệt hộ giá hộ tống phía dưới. Xuất đạo chính là đỉnh lưu. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Triệt sáng tác năng lực là kinh khủng đến cỡ nào. Không cần bất luận cái gì tư bản nâng đỡ, liền có thể dựa vào chính mình sáng tác năng lực đem nghệ nhân thổi cho nổi tiếng. Phóng nhãn toàn bộ ngành giải trí đều tìm không ra thứ hai cái. Nếu như có thể đem Tô Triệt chiêu nhập công ty, không chỉ có thể tiết kiệm đại bút tuyên truyền phát hành tài chính, hơn nữa còn có thể dựa vào những cái kia bị thổi cho nổi tiếng nghệ nhân, tăng lên trên diện rộng công ty lợi nhuận. Tất cả công ty quản lý đều như vậy suy nghĩ nhao nhao cho tinh thần truyền thông gọi điện thoại. Muốn mua xuống tô triệt hiệp ước. Mặc dù cơ hội này rất rất xa vời. Nhưng ở trước mặt tuyệt đại lợi ích. Đáng giá nếm thử. Tinh thần truyền thông. Diêu quản quân mấy ngày nay điện thoại đều nhanh vang dội nổ. Vô số công ty quản lý người phụ trách gọi điện thoại tới. Muốn thông qua mua sắm tô triệt hiệp ước phương thức. Đem hắn danh chính ngôn thuận triệu nhập công ty mình. Nếu như bọn hắn đi tìm tô triệt đàm luận. Nếu như tô triệt không đồng ý, bọn hắn liền xem như tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào đem tô triệt chiêu tiến công ty nhưng nếu như có thể giống giới thể dục giao dịch cầu thủ từ tinh thần truyền thông đem tô triệt ký kết hiệp ước mua lại tô triệt cũng chỉ có thể gia nhập vào công ty bọn họ cho dù là diêu quản quân trong điện thoại nói cho những người này tô triệt cùng tinh thần truyền thông hiệp ước chỉ còn lại hơn nửa năm hơn nửa phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới hơn một ức muốn dùng lý do này làm cho những này tới đào chân tường công ty quản lý biết khó mà lui nhưng ra diêu quản quân dự liệu là những thứ này công ty quản lý khi biết tô triệt hiệp ước nội dung sau chẳng những không có lui bước ngược lại toàn bộ mở ra cùng cấp phí bồi thường vi phạm hợp đồng giá cả muốn mua xuống tô triệt ký hiệp ước dù sao nếu như có thể đem tô triệt chiêu tiến công ty chỉ cần có thể thổi cho nổi tiếng hai tên nghệ nhân số tiền này liền có thể kiếm về liền xem như tô triệt phản đối cũng muốn hướng bọn hắn thanh toán hiệp ước bên trong phí bồi thường vi phạm hợp đồng Tương đương với ổn thỏa. Diêu quản quân rơi vào đường cùng. Chỉ có thể một mụn cắn chết sẽ không bán ra tô triệt hiệp ước. Trực tiếp cự tuyệt những người phụ trách này thỉnh cầu. Mà những người phụ trách này gặp không cách nào từ tinh thần truyền thông hạ thủ. Cũng chỉ có thể trực tiếp liên hệ tô triệt bản thân. Không hề nghi ngờ. Khi tô triệt biết được những người này ý đồ sao. Trực tiếp cự tuyệt. Tại trong kế hoạch của hắn. Đợi đến cùng tinh thần truyền thông ký kết hiệp ước đến kỳ sau liền trực tiếp bay một mình thành lập chính mình công ty quản lý. Tuy nói tinh thần truyền thông cùng Diêu Quản Quân đối với hắn có ân tình, nhưng ở hơn một năm nay thời gian bên trong, hắn cũng vì tinh thần truyền thông mang đến hơn 10 ức lợi nhuận. Hơn nữa kể từ hắn xuất đạo đến nay, toàn bằng năng lực của chính hắn gặp may. Tinh thần truyền thông cũng không có hao phí quá nhiều tài chính vì hắn tuyên truyền. Những thứ này lợi nhuận đủ để hoàn lại tinh thần truyền thông đối với hắn ân tình. Ngày 5 tháng 3, Tô Triệt cùng Dương Mật trước khi kết hôn một ngày tất cả khách quý toàn bộ đến đông đủ. Triệu Sa Lỏng cũng là mang theo một tổ nhà quay phim đến đây. Miễn phí đảm nhiệm hôn lễ quay phim cùng trực tiếp. Tô Triệt cùng Dương Mật tại phát quay bộ tuyên bố hôn lễ sẽ mở ra trực tiếp sau. Trong nháy mắt dẫn tới vô số dân mạng nhấn like bình luận ủng hộ. Cái này là thực sự sủng phấn A, à, vì chiếu cố không đi được hiện trường phan hâm mộ, bọn hắn lại muốn trực tiếp su kết hôn. Có thể tận mắt chứng kiến lão công ta cùng ta lão bà đi vào hôn lễ điện đường, ta cái này truy tinh chi lộ cũng không có tiếc nuối lão công ngươi cùng lão bà ngươi như thế nào cảm giác là lạ, lạ? mãnh liệt đề nghị mở ra khen thưởng công năng để chúng ta cũng theo một chút phần tử đồng hồ báo thức đã định xong sáng sớm ngày mai năm điểm trời giường chờ lấy nhìn trực tiếp sáng sớm ta đêm nay trực tiếp không ngủ đầu chó ngay tại đám dân mạng chủ đề nóng thời điểm tô triệt cùng dương mật sau một phen sau khi thương nghị cuối cùng lựa chọn để cho hà lão sư làm hôn lễ người chủ trì nghệ tinh cùng Tăng hút làm phù rễ dương linh cùng nhiệt ba làm phù dâu chứng hôn người nhưng là hưng yên huyện huyện trưởng trương khải dân hôn lễ cử hành địa điểm ngay tại trong nhà tô triệt mà dương mật phụ mẫu cùng với thân thích nhưng là ở tại huyện thành biệt thự khi trương khải dân biết được tô triệt cùng dương mật sắp sau khi kết hôn liền trước tiên liên lạc trong huyện nhà đầu tư mua xuống một cái vừa mới trùng tu xong còn không có bán ra biệt thự đằng đi ra tặng cho cho dương mật xem như xuất gia chỗ tô triệt nhận trương khải dân hảo ý sau trực tiếp liền đem biệt thự ra mua dù sao bọn hắn bây giờ không thiếu tiền mua biệt thự tiêu phí đối với tô triệt tới nói thì tương đương với chín trâu mất sợi lông nhà đầu tư khi biết tô triệt mua xuống biệt thự sau trực tiếp dựa theo điểm phối trang trí phong cách trong vòng một tháng hoàn thành biệt thự trang trí dù sao đối với nhà đầu tư tới nói tô triệt có thể mua sắm biệt thự của bọn hắn đối bọn hắn tới nói trăm lợi mà không một tệ liền lấy có thể cùng tô triệt làm hàng xóm cái danh này những thứ này biệt thự cũng không lo bán vào lúc ban đêm. Tô Triệt tự mình xuống bếp chiêu đãi tất cả quý khách. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Triệt lại đem Dương Mật, Diệt Ba cùng Dương Linh đưa về huyện thành biệt thự. Sau khi trở về, lại cùng Hà lão sư bọn người cử hành một cái đơn thân phái đúng. Một mực này đến rạng sáng 4 giờ mới ngủ nghỉ ngơi. 6 giờ sáng, Tô Triệt bọn người còn đang trong giấc mộng lúc. Bên ngoài viện liền vang lên lốc bốt tiếng pháo nổ. Ngay sau đó gác ở nóc phòng loa lớn vang lên theo tuần hoàng phát hình tô triệt sáng tác ca khúc. Mà triệu xa lỏng cùng nhà quay phim cũng là dậy thật sớm. Trong sân điều chỉnh thử dễ thiết bị sau. Trực tiếp mở ra trực tiếp. Mặc dù bây giờ vẫn còn sáng sớm thời gian. Nhưng khi trực tiếp gian sau khi mở ra. Trong nháy mắt tràn vào vượt qua ngàn vạn người xem. Khi triệu xa lỏng mang theo quay phim tổ đi vào phòng cưới. Ống kính cho đến ngỗ ngang lộn xộn nằm ở trên giường. Vì tô triệt đè giường khách quý sau. Trong nháy mắt liền vỡ tổ. Nhân vật chính đâu? sao trả không ra sân đâu. Kích động hơn nửa ngày, kết quả nhân vật chính còn không có rời giường, cười khóc. Cái này loa lớn phóng ca giống như tất cả đều là tu triệt. Có thể hay không trực tiếp tỉnh lược kết hôn quá trình, trực tiếp trực tiếp vào động phòng. Nhanh chóng rời giường rồi. Các ngươi lại không lên, ta liền đem đại mịch mịch cưới được trong nhà của ta tới. Hôm nay tô triệt kết hôn, sẽ không cần tự mình xuống bếp a. tôi Tô triệt xuống bếp nấu cơm, để cho đầu bếp đi làm tân lan. Tại trong vô số người xem thúc giục lục vượng hoa đi vào phòng cưới đem tô triệt cùng khách khách quý dần dần đánh thức đợi đến bọn hắn rửa mặt xong hóa trang xong sau trong sân trên bàn lớn cũng dọn lên bữa sáng bữa sáng cực kỳ đơn giản chính là cháo hoa thêm màng thầu cùng với xào giống rau giá cùng ớt xanh xào thịt hai cái đồ ăn tất cả khách quý cùng với thân thích hàng xóm còn có xe hoa tài xế toàn bộ vây quanh ở bên cạnh bàn ăn đơn giản ăn rồi sau bữa ăn sáng tất cả đón dâu người tại nhà chính xếp hàng đứng vững Tô Triệt tay nâng hoa tươi đứng tại phía trước nhất. Nghệ tinh cùng tầng hút hai cái phù rễ theo sát phía sau. Khi nhà quay phim tại nhà chính trước cửa chuẩn bị kỹ càng quay chụp sau. Đám người đi theo ở Tô Triệt sau lưng đi ra nhà chính. Ngồi trên xe hoa hướng về huyện thành chạy tới. Tấu chương xong. Chương 192, cử hành hôn lễ. Tại phương diện xe hoa. Tô Triệt cũng không có quá mức cao điệu. Ngoại trừ đầu xe là một chiếc ngụ ý đến già đầu bạc trắng xe. Xe khác chiếc bao quát xe hoa ở bên trong toàn bộ đều là màu đen A6. Thuộc về nông thôn kết hôn thường thấy nhất đội xe. Khi xe hoa xuất phát lúc, chật ních linh khê thôn phan hâm mộ tự động đi đến con đường. Đứng tại hai bên đường vây xem chụp ảnh. Tô Triệt nhìn xem cố ý chạy đến vây xem hắn hôn lễ đám phan hâm mộ. Cố ý để cho đội xe giảm xuống tốc độ. Hạ xuống cửa sổ xe hướng phan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Thẳng đến đội xe lái ra thôn trang. Đi lên thông hướng huyện thành tỉnh đạo sau. Lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Sau một tiếng, đội xe tại dương mật cư trú cửa biệt thự phía trước ngừng lại. Bành bành bành. Theo tiếng pháo nổ lên. Dương mật thân thích nhau nhau đi ra biệt thự nghênh đón. Khi song phương khách mời lẫn nhau dân thuốc lá hàng huyên lúc. Tô triệt tại nghệ tinh hòa tàng hút cùng đi phía dưới đi vào biệt thự. Khi ba người đi vào biệt thự lúc. Dương mật thân thích bằng hữu cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm trong tay kem đánh răng cùng si đánh giày liền hướng tô triệt trên mặt chào hỏi tới. Tô triệt thấy thế, trực tiếp đem bên cạnh nghệ tinh hòa tàng hút kéo tới trước người, xem như tấm trắng đẩy về phía trước đi, phù rễ đi. bây giờ không cần chờ đến khi nào, nghệ tinh hòa tàng hút còn chưa phản ứng kịp, liền bị lau một mặt kem đánh răng cùng si đánh giày. đợi đến tô triệt đi tới dương mật chỗ cửa ra vào lúc, nghệ tinh hòa tàng hút trực tiếp trở thành mặt hề. ngược lại là đứng tại phía sau hai người tô triệt, trên thân sạch sẽ, không có một chút kem đánh răng cùng si đánh giày trực tiếp ra người xem nhìn xem nghệ tinh hòa tàng hút bộ dáng chật vật, tất cả đều bị chọc cười. Ta vẫn lần đầu tu sửa lan lông tóc không thương, phù rễ lại trở thành lớn mèo hoa, cười khóc. Nghệ tinh hòa tàng hút cũng quá đáng thương a, à, cư nhiên bị tô triệt trở thành tấm trắng. Phù rễ không phải liền là lúc này dùng đi. Nghệ tinh, quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp. Tô triệt cái này lão lục, lần sau hắn lại kết hôn đều đừng cho hắn làm phù rễ. Liền tô triệt cùng dương mật cảm tình, còn sẽ có lần sau. Người ở bên trong mở cửa ra, ta đem hồng bao cho các ngươi. Ngay tại người xem lực chú ý bị nghệ tinh hòa tàn hút hấp dẫn lúc. Tô Triệt đứng tại bị khóa trái trước của phòng, trực tiếp lớn tiếng kêu cửa. Hồng bao lấy ra. Không cho bao đỏ không mở cửa. Một đạo giọng nữ từ trong phòng truyền ra. Mở cửa cho hồng bao. Theo Tô Triệt tiếng nói rơi xuống, cửa phòng lúc này mới mở ra một cái khe. Tô Triệt đầu tiên là đem hồng bao thông qua khe hở, một mạch nhét đi vào. Sau đó thừa dịp người ở bên trong chia hoa hồng bao lúc trực tiếp dựa vào mang lực đẩy cửa phòng ra. Tuy nói người trong phòng phản ứng lại, muốn hợp lực ngăn trở cửa phòng, nhưng mà tại tô triệt cái kia cường đại thể vách trước mặt, điểm ấy cường độ không khác châu chấu đá xe. Theo cửa phòng bị tô triệt dùng mang lực đẩy ra, người trong phòng trực tiếp bị đẩy ngã một mảnh. Khi tô triệt đẩy cửa phòng ra sau, trong phòng các nữ khách ngược lại là không có tiếp tục làm khó dễ. Dù sao cưới náo chính là trợ cái hưng, mọi người vui a à vui vẻ liền xong việc nếu như quá độ làm khó dễ. Ngược lại còn có thể phá hư hôn lễ vui mừng không khí. Khi nhà quay phim cùng đi theo gian phòng. Đem ống kính cho đến mặt áo cưới, ngồi ở trên giường dương mật lúc. Trực tiếp gian người xem trong nháy mắt liền vỡ tổ. Cơ đây cũng quá đẹp a. À. Tô triệt thương lượng chuyện gì, đem tân lan thân phận nhường cho ta được hay không? Hâm mộ tô triệt thứ 435 ngày. Hâm mộ dương mật thứ 435 ngày. Hai người này nhan trị đơn giản tuyệt, phóng nhãn toàn bộ ngành giải trí, ta đều nghĩ không ra so với bọn hắn hai cái càng xứng. Dương Mật khi nhìn đến tô triệt lúc, ánh mắt bên trong trong nháy mắt hiện ra một vòng thần sắc kích động. Tuy nói hai người trước khi kết hôn nên làm toàn bộ làm, tại một năm này ở chung bên trong, đã trở thành vợ già chồng già. Nhưng mà tại kết hôn lúc, vẫn là xuân tâm manh động. Chờ vượt qua hôm nay, nàng và tô triệt chính là chân chính vợ chồng. Đầu bạc trăng long, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Sau đó tại dưới sự chủ trì hà lão sư tô triệt đầu tiên là tuyên đọc tình yêu tuyên thệ tiếp đó lại hát một bài năm ánh sáng bên ngoài cuối cùng lại là đi theo nghệ tinh hòa tầng hút làm trò chơi nhỏ chờ làm xong trợ hứng trò chơi nhỏ sau tất cả mọi người đều cho tô triệt dọn ra vị trí tiến hành đón dâu cuối cùng quá trình đó chính là tìm giày tô triệt đầu tiên là nhấc lên dương mật áo cưới một góc nói như vậy cưới giày thường thường đều biết giấu ở tân nương áo cưới phía dưới chỉ có điều tô triệt tại áo cưới phía dưới sờ soạn mấy lần. Đều đem dương mật gương mặt xinh đẹp sờ đỏ lên. Vẫn không có sờ đến cưới giày. Trực tiếp ra người xem khi nhìn đến dương mật sắc mặt biến hóa sau khi, trong nháy mắt nghị luận. Tô triệt đây là sờ đến cái gì, vì sao dương mật sắc mặt hồng như vậy? Ngươi là đang sờ giày đi, ta đều ngượng nguồn điểm phá ngươi, đầu chó. Ngàn vạn người xem nhìn xem đâu, chú ý một chút ảnh hưởng. Ngay tại tô triệt tìm giày thời điểm. Nghệ tinh hòa tàng hút cũng tại trong phòng lục tung. Tìm giúp giày. Chỉ có điều. Ba người tìm nửa ngày. Cũng không có nhìn thấy cưới giày cái bóng. Đến cùng giấu ở nơi nào đâu. Nghệ tinh gãi sau sọ não, ánh mắt vẫn nhìn gian phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thầm nói. Mà tàng hút cũng là to mày. Dựa theo dấu giày quy củ. Cưới giày chỉ có thể giấu ở đón dâu trong phòng. Nhưng mà. Bọn hắn đem trong phòng có thể tìm chỗ toàn bộ đều tìm khắp cả. Thậm chí đều ngay cả điều hòa không khí nắp đều cho nhấc lên. Vẫn không có tìm được cưới giày. Ngay tại hai người thúc thủ vô sách lúc. Tô Triệt lại là quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên nhiệt ba. Nhiệt ba, một chiếc giày đổi một đạo nồi sắc hầm đại Nga, hai cái giày đổi một bữa tiệc lớn. Tô Triệt hướng về phía nhiệt ba dụ dỗ nói. Nhiệt ba khi nghe đến Tô Triệt lời hứa sau. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mịch tỷ, ta cũng không phải là vì một miếng ăn, chính là muốn cho ngươi mau chóng gả cho Tô Triệt ca. Nhiệt ba hướng về phía dương mật giải thích một câu, sau đó liền đem cột vào trên bàn chân cưới giày lấy xuống dao cho tô triệt tô triệt ca đây chính là nồi sắc hầm đại nga dương mật nhìn xem nhiệt ba vì miếng ăn trực tiếp đem cưới giày dao cho tô triệt không đành lòng nhìn thẳng che mắt đây cũng quá mất mặt cho dù là ngươi muốn một cái hồng bao ý tứ ý tứ cũng được a à. liền vì miếng ăn liền đem giày đưa ra đi trực tiếp ra người xem gặp nhiệt ba sảng khoái như vậy liền đem giày cho ra ngoài toàn bộ đều cười rách ra Chết cười ta nhiệt ba cái này cưới giày cho cũng quá quả quyết đi để cho nhiệt ba làm phù dâu chính là quyết sách sai lầm. Nhiệt ba, ngươi cho rằng ta là phù dâu, kỳ thực ta là tô triệt phái tới nội ứng. Nhiệt ba không hổ là ăn hàng, trong đầu liền nghĩ ăn. Liền lấy tô triệt giá trị bản thân, cái này chỉ cứ dày ít nhất có thể đổi lấy một cái đại hồng bao, kết quả một trận nồi sắc hầm đại Nga liền xua đuổi, cười khóc. Ngươi nói nhiệt ba không có tiền đồ A, nàng một cái hồng bao đều không cần, ngươi nói nàng có tiền đồ A, một đạo nồi sắc hầm đại Nga liền đem nàng đuổi nhiệt ba ngươi liền chỉ muốn ăn một đạo nồi sắc hầm đại nga liền không muốn ăn một bữa tiệc lớn ngay tại tất cả người xem cười to thời điểm tô triệt lại lần nữa hướng dẫn từng bước nói lão sư ta nghe nói đông bắc gà con hầm nấm cũng tươi đẹp vô cùng nghệ tinh khi biết tô triệt ý đồ sau vội vàng mở miệng nói ra đúng 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 giống đông bắc lớn kéo ra cùng mà tam tiên cũng đều là đông bắc đặc sắc Tăng hút cũng theo sát lấy phụ họa nói nhiệt ba nghe ba người kẻ sướng người họa không ngừng nuốt nước bọt cuối cùng trực tiếp đi đến Dương Linh trước mặt. Dương Linh tỷ, tô triệt ca làm cơm ăn rất ngon đấy. Nhiệt ba hướng về phía Dương Linh làm nũng nói. Dương Linh thấy thế, cũng chỉ đành cởi xuống cột vào trên bàn chân cưới giày. Tô triệt ca, cái này hai cái giày thế nhưng là một bữa tiệc lớn, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Nhiệt ba đem một cái khác cưới giày giao cho tô triệt, cố ý nhắc nhở. Không thể thiếu ngươi. Tô triệt cười đáp ứng xuống. Sau đó vì Dương Mật mang giày vào. Tại cùng Dương Phụ Dương mẫu chụp ảnh chung sau đó trực tiếp đem hắn ôm lên xe hoa. Khi hai người ngồi trên xe hoa sau, tiếng pháo nổ lại lần nữa vang lên. Đội xe cũng là chậm rãi xuất phát, đem so sánh đón dâu cực tốc chạy. Lúc đi vòng trở về Linh Khê Thôn, đoàn xe tốc độ thả chậm rất nhiều. Lúc đường tắt một mảnh đất hoang, đội xe đột nhiên ngừng lại. Đi theo tô triệt đón dâu vài tên phát tiểu, cầm mấy cuốn băng dán đi tới xe hoa phía trước. Nhà quay phim thấy thế, cũng là vội vàng khiên camera chạy tới. Trực tiếp ra người xem thấy cảnh này, cũng đều là lòng sinh nghi hoặc. Đây là có chuyện gì, đội xe như thế nào ngừng? Tô Triệt bằng hữu cầm băng dán làm gì a? À? Trong thành người xem không nên gấp gáp, từ từ xem, chính là đơn thuần buộc cái cột điện mà thôi, thuộc về cưới náo truyền thống tiết mục. Chúng ta bên này cưới náo lợi hại, trước đây ta bị lột liền còn lại một cái quần đỏ đầu, bị trói đến trên cột điện, khóc lớn. Tô Triệt sẽ không có đãi ngộ này, dù sao còn tại trực tiếp đâu. CMN, à, các ngươi chơi kích thích như vậy tại tất cả người xem trong chờ mong tô triệt chậm rãi đi xuống xe hoa hắn vừa mới xuống xe chung quanh vài tên phát tiểu liền xông tới dự định đem hắn trói đến trên cột điện chỉ có điều tại tô triệt xa như vậy vượt xa bình thường người thể phách trước mặt ba năm cái người trưởng thành căn bản là không làm gì được hắn cuối cùng cái này vài tên phát tiểu chẳng những không có đem tô triệt trói đến trên cột điện ngược lại bị tô triệt trói lại cột điện nhìn trực tiếp ra người xem hô to cư mờ nờ ngư bức đi qua vừa nháo như vậy. Nguyên bản 1 giờ đường xe. Ước chừng mở 2 giờ. Mắc kẹt 10 giờ sáng ngày tốt. Mới trở lại Linh Khê Thôn. Khi đoàn xe dừng lại lúc. Tất cả quý khách cùng với hàng xóm láng giềng toàn bộ đều bao vây đội xe bên cạnh. Khi tô triệt ông Dương Mật lúc xuống xe. Hàng xóm láng giềng cũng bị người mặc áo cưới Dương Mật sở kinh diễm đến. Lão tô nhà chính là có phúc A, à, có thể lấy được tốt như vậy con dâu. Đó cũng không phải là, liền xem như có thể toàn bộ hưng yên huyện tìm, cũng không tìm tới cao cường như vậy con dâu a. Mấu chốt nhất là nhân gia con dâu còn hiếu thuận, đã sớm cho lão lưỡng khẩu đem xe mua xong. Nếu là nhà ta con dâu có thế có hảo như vậy, ta liền xem như sống ít đi 10 năm cũng đáng. Tam đại gia, ngày năm nay 73, lời này không thể được nói. Hiện nay tại nông thôn muốn kết cái hôn. Xe muốn 10 vạn trở lên. Còn muốn tại huyện thành mua một bộ phòng ở. Đến nỗi những thứ khác ngũ kim cùng lễ hỏi càng là ắt không thể thiếu. Một bộ này xuống ít nhất 100 vạn trực tiếp lấy sạch toàn bộ gia đình túi tiền. Trái lại tô triệt nhà. Nhân gia dương mật không chỉ có cái gì đều không muốn. Ngược lại còn cho tô hồng sơn lão lưỡng khẩu mua xe mua nhà. Vừa so sánh như vậy. Tất cả thôn dân trong lòng gọi là một cái hâm mộ. Chỉ hận hài tử nhà mình không có tiền đồ. Tìm không thấy dương mật tốt như vậy con dâu. Tại hàng xóm láng giềng trong ánh mắt hâm mộ. Tô triệt ôm dương mật về đến nhà. Tại trong phòng cưới ăn qua mì sợi sau loại sách tay tay đi tới trong sân sớm đã bố trí tốt điển lễ đài hà lão sư cũng là theo sát đi đi lên bắt đầu chủ trì hôn lễ cảm tạ các vị thân bằng hảo hữu hàng xóm láng giềng cùng với phan hâm mộ đến cảm tạ kế tiếp để chúng ta cho mời tân lang tân nương ra trận hà lão sư xem như lâu năm nghề nghiệp người chủ trì chủ trì hôn lễ có thể nói là thuận buồn xuôi gió chu đáo hiện trường quý khách láng giềng cùng với phan hâm mộ đối với hà lão sư chủ trì bản lĩnh cũng là khen không dứt miệng kế tiếp cho mời chứng hôn người hưng yên huyện huyện trưởng trương khải dân lên đài vì người mới đọc lời chào mừng tại dưới sự chủ trì hà lão sư trương khải dân cầm đã chuẩn bị trước chứng hôn từ cùng giấy hôn thú đi lên điển lễ đài vì hai người chứng hôn dưới đài quan sát thôn dân khi nhìn đến trương khải dân sau trong lòng đối với tô gia cũng là càng ngày càng kính nể có thể mời đến huyện trưởng làm chứng hôn người tô gia mặt mũi này cũng lớn đi đợi đến trương khải dân đọc xong tìm bạn trăm năm từ sau chính là đổi giọng khâu cha. Mẹ. Lúc hai người đính hôn. Dương Mật liền ngoài ý muốn sửa lại. Từ đó về sau vẫn hô tô triệt phụ mẫu cha mẹ. Đã sớm gọi quen thuộc. Lúc đổi giọng. Căn bản không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Trực tiếp kính trà đổi giọng. Khi Dương Mật đổi xong miệng. Người một nhà chụp xong chụp ảnh chung sau. Dương Linh cùng Tằng hút xem như phù rễ phù dâu. Liền bắt đầu biểu diễn. Đứng ở trên đài liên tiếp hát lục thủ ca mang theo tất cả quý khách ước chừng nhảy nửa giờ quảng trường múa. Buổi lễ kết hôn lúc này mới kết thúc mỹ mãn. Tất cả quý khách cùng với láng giềng toàn bộ được an bài đến nhà hàng xóm bên trong chờ đợi khai tiệc. Trong bữa tiệc, Tô Triệt cùng Dương Mật đổi một bộ lễ phục. Theo thứ tự đi tới mỗi bàn ăn. Hướng tất cả quý khách đi qua rượu. Đợi đến ăn xong lớn chỗ ngồi. Thời gian đã đến buổi chiều 3-4 giờ. Đến đây tham gia hôn lễ quý khách cũng nhau nhau rời đi. Thẳng đến đưa tiễn tất cả quý khách cùng láng giềng sau. Tô Triệt cùng Dương Mật hai người lúc này mới ngồi ở trên ghế salon. Một bên nghỉ ngơi, vừa cùng trực tiếp gia người xem tương tác. Chờ đến buổi tối. Tô Triệt cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tự mình xuống bếp làm một bữa tiệc lớn. Dùng cái này cảm tạ nhiệt ba tiễn đưa giày chi ân. Đám người ăn xong cơm tối. Dự định lúc nghỉ ngơi. Nhà quay phim đang quay chụp Tô Triệt cùng Dương Mật đi vào phòng cưới sau. Liền đóng lại trực tiếp. Đi theo triệu xa lỏng đón xe trong đêm trở về đài truyền hình trực tiếp gian người xem nhìn xem màn hình đen trực tiếp gian, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Ta sát, như thế nào quan truyền bá? Chính là, vào động phòng còn không có nhìn đâu. Ta quần đều thoát một ngày, kết quả thời khắc mấu chốt các ngươi quan truyền bá. Phan chúng ta vậy các ngươi hai cái gia chủ, các ngươi chính là như thế đề phòng người nhà. Ta trốn việc nhìn một ngày trực tiếp, liền đợi đến nhìn cái này khâu. Cùng lúc đó, Tô Triệt cùng Dương Mật kết hôn đề cũng truyền khắp mạng lưới. Vô số giải trí truyền thông cùng với dân mạng vì thu hoạch lưu lượng. Tranh nhau đem Tô Triệt kết hôn lúc trực tiếp trong video truyền đến trên Internet. Tô Triệt dương mật kết hôn, có mặt khách quý mâm lớn điểm. Tô Triệt kết hôn trực tiếp chiếu lại. Kèm theo highlight. Sử thượng thảm nhất phù rễ. Ăn hàng nhiệt ba vì một bữa cơm bán đồng đội. Một chút ba ngày bề bộn nhiều việc đi làm, không có thời gian nhìn trực tiếp dân mạng. Tại xem xong Tô Triệt cùng Dương Mật kết hôn chiếu lại sau, nhau nhau nhắn lại chúc phúc. Chúc mừng Tô Triệt cùng Dương Mật, cuối cùng đi đến một khối chút thật lâu. Đáng tiếc không thể nhìn trực tiếp, không cảm giác được hiện trường không khí. Nghệ tinh hòa tàng hút thật thê thảm, rõ ràng là tô triệt kết hôn, kết quả bọn hắn hai cái bị xóa trở thành mặt hề, cười khóc. Nhiệt ba cũng quá buồn cười, vì một bữa cơm liền đem đại mịch mịch bán đi. Tấu chương xong. Chương 193, hài tử lấy tên tô đại cường tương lai tuyệt đối có tiền đồ. Ngày thứ hai. Tô Triệt cùng Dương Mật dậy thật sớm. Hai người dựa theo tục lệ đi tới trưởng bối trong nhà hành lễ, ngụ ý chính là để cho mới xuất giá con dâu nhận nhận trưởng bối gia môn. Bất quá dương mật năm ngoái chút tết lúc, cũng đã đem tô triệt trưởng bối nhà nhận ra rõ ràng. Cũng chính là đi cái hình thức. Khi hai người hành lễ xong sau, thời gian đã đến 9 giờ sáng. Hai người đơn giản ăn rồi điểm tâm. Liền dẫn lục phượng hoa chuẩn bị xong lễ vật. Chạy tới huyện thành dương phụ dương mẫu ở tạm biệt thự lại mặt nhận thân. Tại phương Bắc. Nói như vậy người mới cũng là tại ngày thứ ba lại mặt nhận thân nhưng mà theo sinh hoạt tiết tấu tăng tốc. Người mới thời gian nghỉ kết hôn cũng chỉ có như vậy hai ba thiên. Hết thảy tất cả từ nhanh giảng lược. Dần già. Đủ loại quy củ cũng liền biến thông rất nhiều. Khi hai người tới biệt thự lúc. Dương phụ dương mẫu cùng với một chút còn không có rời đi thân thích. Toàn bộ đi ra ngoài nên đón. Dương phụ dương mẫu nhìn xem tay nắm tay đi tới tô triệt cùng dương mật. Nụ cười trên mặt gọi là một cái ngọt ngào. Bọn hắn liền dương mật một người con gái độc nhất như vậy, những năm gần đây vì dương mật chung thân đại sự xem như thao nát tâm ba ngày hai đầu liền nắm lấy dương mật thúc giục cưới chỉ có điều dương mật quá bận rộn sự nghiệp lại thêm ngành giải trí nam nhân tốt không vượt qua được số một bàn tay căn bản là không có tâm tư cũng không có cơ hội tìm được một nửa khác dần già dương phụ dương mẫu đối với tương lai con rể yêu cầu cũng là một mà tiếp tái nhi tam giảm xuống từ vừa mới bắt đầu yêu cầu tại có tiền có ngang trị rùa biến trình độ niên linh tương tự kim quy tế đến cuối cùng biến thành chỉ cần là nam dương mật ưa thích là được nhưng mà đến cuối cùng dương mật ngược lại thật sự cho bọn hắn tìm một cái kim quy tế trở về muốn nhan trị có nhan trị muốn tài hoa có tài hoa nhân phẩm đoan chính còn có tiền duy nhất một điểm chưa đủ chính là hai bản đại học chăn nuôi nghiệp tốt nghiệp trình độ bất quá liền lấy tô triệt năng lực bây giờ không cần nói trình độ chỉ cần hắn mở miệng đại lượng hí kịch học viện sẽ đoạt sín dụng hắn vì danh dự giáo thụ chỉ là tô triệt không quan tâm cũng không cần những hư danh này cho nên mới lừa nhác làm những vật này liền lấy tô triệt tổng hợp hiện ra năng lực thậm chí đều vượt ra khỏi dương phụ dương mẫu ngay từ đầu mong muốn có thể tưởng tượng được bây giờ dương phụ dương mẫu là có bao nhiêu cao hứng mà đứng tại hai người bọn hắn bên người thân thân thích lúc này trong mắt cũng tràn đầy hâm mộ cha mẹ tô triệt đi tới cửa phía trước hướng về phía dương phụ dương mẫu cung kính chào hỏi tiểu triệt a à, mở thời gian dài như vậy xe mệt không nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi bên ngoài lạnh như vậy chúng ta vào nhà nói dương mẫu dương phụ vội vàng hướng tô triệt hô một bên thân thích cũng chủ động tiến lên nhận lấy trong tay tô triệt lễ vật đám người đi vào biệt thự sau toàn bộ vây quanh tô triệt cái này cô gia mới nhắc tới thiên một mực hàng huyên tới giờ cơm trưa đám người lúc này mới khởi hành đi tới đặt trước tiệm cơm ăn cơm bởi vì tân nương lần đầu kết hôn không thể tại nhà mẹ để ngủ lại. Nhất định phải tại trước khi mặt trời lặn chạy về nhà chồng. Cho nên tô triệt cùng dương mật đang ăn quá trưa sau bữa ăn. Hơi nghỉ ngơi một lát sau. Liền lái xe quay trở về Linh Khê Thôn. Tại mở một giờ sau xe. Tại mặt trời xuống núi phía trước về đến nhà rồi. Quẹ. Dương mật vừa mới xuống xe. Không khỏi không người xuống nôn quẹ. Mịch tỷ, ngươi làm sao, sẽ không phải là mang thai. Tô Triệt liền vội vàng tiến lên vỗ Dương Mật phía sau lưng, ân cần hỏi han. Làm sao có thể có, ta liền là say xe. Dương Mật lắc đầu nói. Để cho ta cao hứng hụt một hồi. Tô Triệt lắc đầu thở dài nói. Ngươi không đất cày, còn nghĩ trong đất dài hoa màu. Dương Mật trắng Tô Triệt một mắt, tức giận nói. Bởi vì hai năm này chính là Tô Triệt trên sự nghiệp thăng kỳ. Cho nên hai người cũng không có muốn hài tử dự định. Công tác đề phòng cực kỳ đúng chỗ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, lại không có chú ý tới tại không nơi xa một chút đến đây quan sát hai người hôn lễ còn không có rời đi linh khê thôn phan hâm mộ khi nhìn đến dương mật không lưng buồn nôn sau nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh phát đến trên mạng trong lúc nhất thời đủ loại tương quan chủ đề liên tiếp xuất hiện ở trên internet đại mịch mịch không lưng buồn nôn hư hư thực thực nôn nén phá án hai người là phụng tử thành hôn ở chung một năm hai người cuối cùng có tình yêu trái cây Tô Triệt cùng Dương Mật bởi vì kết hôn nguyên nhân. Hai ngày này một mực treo ở trên hot search. Mà Dương Mật mang thai chủ đề càng thêm nổ tung. Khi những thứ này dân mạng đem hình ảnh tuyên bố đến trên Internet sau đó. Trong nháy mắt đưa tới vô số dân mạng vây xem. Cờ mờ nờ, hai người này cùng tiến tới, mỗi ngày tìm tưởng nhớ lấy cả đại hoạt. Chẳng thể trách kết hôn sớm như vậy, nguyên lai like là nghi ngờ tiểu bảo bảo nha. Song hỷ lâm môn, chúc mừng hai người tấn thăng chuẩn vú em vú em. Không nên a, à, tô triệt kể từ xuất đạo đến nay, liền đem ơi bộ trở thành vòng bằng hữu, chuyện gì đều hướng về bộ bên trên phát, loại chuyện này hẳn sẽ không giấu giếm fan hâm mộ. Nhân gia cũng không có quan tuyên đâu, dùng loại này tiêu đề có phải là không tốt lắm hay không? Ta cảm thấy vẫn là xóa a, vạn nhất xâm phạm nhân gia chân dung quyền sẽ không tốt. Cùng lúc đó, Linh Khê thôn. Tô Triệt cùng Dương Mật đang ngồi ở bếp lò bên cạnh. Một người xào rau, một người nhóm lửa. Mịch tỷ, loại chuyện này ngươi vậy mà giấu giếm ta, trong lòng ngươi quả nhiên không có lấy ta làm muội muội ngay tại hai người nấu cơm lúc. Nhiệt ba miết miệng đi đến. Ta lừa gạt ngươi cái gì? Dương mật nhìn xem ủy khuất ba ba nhiệt ba, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Kể từ hai người nhận biết đến nay. Tuy nói về mặt thân phận là lão bản cùng thuộc hạ. Nhưng bí mật so thân tỉ muội còn muốn hôn. Ngày bình thường không chuyện gì không nói. Ngoại trừ tô triệt kích thước loại này tư ẩn. Còn lại gì đều không dối gạt người. Ngươi tin tức mang thai A, à, ta có phải hay không sắp làm tiểu di? Nhiệt Ba đưa điện thoại di động màn hình mắng đến Dương Mật trên mặt. Trên màn hình điện thoại di động. Đang hiện lên liên quan tới Dương Mật mang thai chủ đề. Đang nói trong đề. Còn có nàng không người nôn khang hình ảnh. Cho người cảm giác giống như là thật. Những thứ này vô lương truyền thông, vì lưu lượng cái gì hoa ngôn đều có thể biên đi ra. Dương Mật mắt nhìn chủ đề nội dung. Nếu mày hướng về phía nhiệt ba hỏi ngược lại, ngươi tình nguyện tin những thứ này giải trí truyền thông, cũng không nguyện ý tin tưởng hai người chúng ta tỉ muội cảm tình. A, à, mịch tỷ ngươi không có hoài bảo bảo a. À. Nhưng cái này đều ở chung một năm, thế nào liền không có tiểu bảo bảo đâu. Nhiệt ba nhìn một chút dương mực cái kia bụng bằng phẳng, lại dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tô triệt. Tô triệt nhìn xem nhiệt ba cái kia tràn ngập ngờ vực vô căn cứ ánh mắt, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm, chính mình nhất định phải chứng minh một chút. Nếu như thời gian dài không cần hài tử, trên internet có lẽ không có cái gì nghị luận, nhưng mà trong hiện thực có thể gặp phiền toái, không nói những cái khác trong thôn bách tính nhất định sẽ nghi kỵ hắn nhưng là nghe qua không thiếu tin đồn tương tự có vợ chồng trẻ cũng là bởi vì áp lực lớn bề bộn nhiều việc sự nghiệp không có thời gian mang các loại nguyên nhân tạm thời không có ý định muốn hài tử nhưng đã đến thôn dân trong miệng liền thành vợ chồng trẻ bên trong có người không được không cần hài tử đến lúc đó lời đồn một truyền mười mười truyền trăm giả cũng có thể xuyên thành thật sự dù sao đây chính là liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân cùng ranh giới cuối cùng. Ta đó là say xe, xe ngươi liền không thể thiếu muốn chút ăn. Dương Mật một mặt bất đắc dĩ hướng về phía nhiệt ba nói, sau đó hướng về phía tô triệt dò hỏi, tô triệt, loại chuyện này muốn hay không phát thư luật sư? Đối với nghệ nhân tới nói, nhưng phàm là loại này không có chuyện thực, chỉ dựa vào hình ảnh đoán lời đồn. Thường thường đều biết khai thác phát thư luật sư truy cứu trách nhiệm, cùng với tuyên bố tuyên bố thông cáo phương thức. Tới tiêu trừ lời đồn bất quá kể từ dương mật cùng tô triệt thời gian dài sinh hoạt sau dương mật kiểu gì cũng sẽ trước tiên trưng cầu một chút tô triệt ý kiến không cần thiết phát thư luật sư ta phát cái tuyên bố liền tốt tô triệt lắc đầu nói hắn tại xem xong những câu chuyện này sao phát hiện những câu chuyện này người tuyên bố cũng là chú ý hắn cùng dương mật cá nhân tài khoản xem xét chính là ưa thích tham gia náo nhiệt phan hâm mộ phát những câu chuyện này cũng không phải vì thu hoạch lưu lượng trực tiếp phát thư luật sư ngược lại sẽ đưa đến mặt trái hiệu quả ở kiếp trước. Hắn nhưng là gặp qua một vị nào đó nghệ nhân. Vì giảm bớt trên Internet cùng hắn tương quan quỷ xúc video. Trực tiếp phát một phong luật sư văn kiện. Cuối cùng cũng bởi vì chuyện này. Trực tiếp bị đen hai cái không năm. Trừ cái đó ra. Còn có không ít nghệ nhân bởi vì thư luật sư nguyên nhân. Bị dân mạng đen càng ngày càng thảm. Tại tô triệt trong lòng. Xem như một cái công chúng minh tinh. Đối với dân mạng thích hợp treo chọc không cần thiết thượng cương thượng tuyến chỉ cần không đề cập tới ác ý tung tin đồn nhảm, cùng với nhân thân công kích. Cũng có thể không nhìn thẳng. Sau đó, Tô Triệt liền mở ra Weibo. Phát một thiên tuyên bố. Đối với trên mạng lưu truyền chúng ta có tiểu bảo bảo sự tình, trong thời gian ngắn thuộc về lời đồn. Mặt khác sớm công khai thu thập mấy cái tính danh, đến lúc đó tránh khỏi rụng tóc suy nghĩ. Khi Tô Triệt tuyên bố Weibo sau, những cái kia vốn là muốn tìm tòi hư thực đám fan hâm mộ. Nhao nhao đi tới Weibo phía dưới vây xem trong thời gian ngắn thuộc về lời đồn đây ý là hai người đã có muốn hài tử dự định cười khóc đối mặt loại này nóng nảy mạng lưới tung tin đồn nhảm hai người này lại còn có thể cầm lái nói đùa tiếp nhận liền cái này khí độ yêu rồi yêu rồi không nghĩ tới tô triệt còn có thể chơi đặt tên ngạnh tô triệt họ tô dương mật họ dương nếu không thì lấy tên liền kêu sử thiết ngưu a à, đầu chó khá lắm tên lấy được ngốc bên trong ngu đần không nói liền họ đều cá nhân đổi một người trọng yếu nhất phẩm chất chính là không ngừng vươn lên lại lấy tô triệt dòng họ liền kêu Tô Đại Cường, danh tự này sau khi lớn lên tuyệt đối có tiền đồ. Tô Đại Cường cái này danh khí có chút thổ, đề nghị của ta là vinh quang cửa nhà, mặt trời mọc phương đông, Tô Diệu Đông. Trên lầu có thể sử dụng cái tên này, đông thúc thật cao hứng, nhưng mà ngươi đem dòng họ sửa lại, đông thúc không thích. Thì nhìn những thứ này lấy tên, khu bình luận không có một người tốt. Khi đám dân mạng biết được Tô Triệt công khai vì tiểu bảo bảo thu thập tính danh sau. Nhao nhao đi tới quầy bộ phía dưới bình luận nhắn lại. Không đến nửa ngày thời gian. Tô Triệt vì hài tử thu thập tên tin tức liền leo lên bảng hot search. Vô số dân mạng còn tưởng rằng Dương Mật mang thai thật sự. Cũng nhao nhao điểm tiếng chủ đề. Kết quả nhìn thấy Tô Triệt tuyên bố sau. Lúc này mới phản ứng lại trên Internet lưu truyền chủ đề là lời đồn. Cuối cùng, Tô Triệt chỉ dựa vào một đầu Weibo. bộ. Liền triệt để tiêu trừ trên Internet lời đồn. Kế tiếp thời kỳ, Tô Triệt cùng Dương Mật một phương diện hăng hái chuẩn bị dựng. Một phương diện nhưng là chạy tinh thần truyền thông kế đó thông cáo tinh thần truyền thông cũng không có bởi vì tô triệt sắp tiết kiệm mà lựa chọn thông qua tuyết tàn để thấp nhiệt độ lưu lượng phương thức bức bách tô triệt ký tiếp hay là tại cuối cùng trong một đoạn thời gian đem tô triệt vào chỗ chết dùng ép khô tất cả giá trị bởi vì tư bản cũng không phải đồ đần liền lấy tô triệt thực lực liền xem như tuyết tàn tới mấy năm lần nữa tại công chúng trước mặt lộ diện vẫn như cũ có thể bảo trì đỉnh lưu địa vị điểm này tại tô triệt quay chụp lang thang tinh cầu lúc liền đã nghiệm chứng qua tô triệt đang quay chụp lang thang tinh cầu trong lúc đó ngoại trừ tiếp mấy cái đại ngôn thông cáo cũng không còn tại mạng lưới cùng trên truyền thông lộ mặt qua cả người ước chừng ở trên internet biến mất hơn nửa năm kết quả tô triệt quay chụp xong lang thang tinh cầu sau đó lại lần nữa tiếp ma cô phòng tống nghệ trực tiếp nhân khí nhiệt độ chẳng những không có giảm xuống ngược lại còn càng phát hỏa đến nỗi ép khô tô triệt giá trị vậy càng là lời nói vô căn cứ. Bây giờ cách hiệp ước đến kỳ. Chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm. Liền xem như đem tô triệt vào chỗ chết dùng. Cũng nhiều lắm là kiếm lời một hai cái ức lợi nhuận. Làm như vậy ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần truyền thông danh tiếng. Hơi có điểm mổ gà lấy trứng ý vị. Nhưng nếu là sớm cùng tô triệt tạo mối quan hệ. Đợi đến giải ước sau đó tìm tô triệt mua vài bài ca. Thổi cho nổi tiếng vài tên nghệ nhân. Kiếm lợi nhuận đều vượt xa một hai cái ức mấu chốt nhất là tô triệt kể từ xuất đạo liền không có tiêu phí tinh thần truyền thông bất luận cái gì tài nguyên ngược lại kéo dài không ngừng vì tinh thần truyền thông sáng tạo hiệu quả và lợi ích nếu như tinh thần truyền thông thật sự làm khi dễ tô triệt sự tình đó là cũng không chiếm tình cũng không chiếm lý quan hệ xã hội mắng không qua kiện cáo cũng đánh không lại so sánh với cùng tô triệt tạo mối quan hệ mới là mấu chốt nhất cũng chính bởi vì tinh thần truyền thông cao tầng minh bạch điểm này cho nên đối với tô triệt chuyện giải ước cũng không có giống khác công ty quản lý như thế cùng nghệ sĩ nhà mình bị thẩm vấn công đường lấy ra làm nghệ nhân sau cùng giá trị mà là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thời hạn nửa năm nháy mắt thoáng qua tô triệt tại tham gia xong cái cuối cùng thương diễn thông cáo sau cũng đến cùng tinh thần truyền thông giải ước kỳ hạn đều không cần tô triệt tự mình mở miệng diêu quản quân liền chủ động tìm hắn nói về chuyện này tinh thần truyền thông không chỉ có cùng tô triệt hòa bình giải ước hơn nữa còn tuyên truyền miễn phí chuyện này. Hiển lộ ra tô triệt cái kia người ưu tú phẩm. Cũng coi như là vì tô triệt cửa hàng cuối cùng một đoạn đường. Mà tô triệt cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Khi nhìn đến tinh thần truyền thông làm hết thảy sao. Trực tiếp hứa hẹn sau này có thể miễn phí vì tinh thần truyền thông nghệ nhân sáng tác 3 bài hát. Sáng tác xong 3 bài hát sau đó. Nếu như tinh thần truyền thông còn nghĩ mua ca. Mỗi bài hát đều theo 1.000 vạn giá cả. Tinh thần truyền thông khi lấy được tô triệt hứa hẹn sau đám cấp cao toàn bộ đều biết tỉnh mình làm đúng lựa chọn. Đánh cuộc đúng tô triệt nhân phẩm. Không nói những cái khác. Vẹn vẹn cái này ba bài hát liền giá trị 3.000 vạn. Đến nổi về sau 1.000 vạn mua bài hát. Cũng có thể nói là tô triệt đối với bọn hắn cái này ông chủ cũ sau cùng phản hồi. Phải biết. Tại giới âm nhạc thế nhưng là có vô số âm nhạc công ty muốn tìm tô triệt sáng tác bài hát. Đừng nói 1.000 vạn. Liền xem như 2.000 vạn đều nguyện ý ra. Nhưng tiền này căn bản là không xài được đem so sánh tinh thần truyền thông làm hết thảy. Tô Triệt hồi báo. Không khác kích thủy chi ân dũng tuyền tương báo. Tô Triệt tại cùng tinh thần truyền thông hiệp ước đến kỳ sau đó. Liền tại dưới sự giúp đỡ dương mật. Trước tiên thành lập phòng làm việc của mình. Khi xong xuôi phòng làm việc tất cả thủ tục sau. Tô Triệt chuyện thứ nhất muốn làm. Chính là bắt đầu nhận người. Trong đầu hắn nhớ ca khúc cùng điện ảnh. Chỉ dựa vào một mình hắn. Căn bản là biểu diễn không hết. Những cái kia rác rưởi nước bọt ca bán cũng liền bán. Nhưng mà những cái kia kinh điển ca khúc trực tiếp bán đi quá mức đáng tiếc. Phương pháp giải quyết tốt nhất chính là trực tiếp chiêu luyện tập sinh. Sau đó để chính mình phòng làm việc luyện tập sinh biểu diễn những thứ này ca khúc. Dưới sự chỉ bảo của hắn, những thứ này luyện tập sinh cũng có thể tối đại trình độ đem những thứ này ca khúc trả lại như cũ đi ra. Tô Triệt trong lòng hạ quyết tâm sau, liền mở ra Weibo. Đem phòng làm việc thành lập cùng với tuyển nhận luyện tập sinh sự tình ban bố đi lên tấu chương xong. Chương 194, tổ chức tuyển tú tiết mục tuyển bạc luyện tập sinh. Tại tuyên bố quầy bộ phía trước, Tô Triệt còn chuyên môn hướng Dương Mật hỏi thăm một chút. Dù sao Dương Mật bản thân liền là phòng làm việc lão bản. Dưới cờ còn có nhiệt ba loại này đang học nghệ nhân. Đối với kinh doanh phòng làm việc cũng rất có kinh nghiệm. Tô Triệt đang hỏi thăm xong Dương Mật sau. Lúc này mới phát hiện tinh thần truyền thông đối với hắn đãi ngộ là cao bao nhiêu. Tại trong giới giải trí, tuyệt đại đa số nghệ nhân cùng công ty quản lý chi cũng là chia ba bảy liền xem như những cái kia đỉnh lưu nghệ nhân cũng chỉ là chia bốn sáu giống tô triệt loại này chia đôi nghệ nhân hiệp ước phóng nhãn toàn bộ ngành giải trí cũng là phần độc nhất đến nỗi những cái kia mới vừa cùng công ty quản lý ký hợp đồng luyện tập sinh chi đều bị nghiền ép đến một chín thậm chí có chút công ty quản lý chính là nhắm ngay phụ mẫu muốn để cho hài tử tiến vào giới văn nghệ kiếm nhiều tiền liền lấy có thể giúp hài tử xuất đạo làm tên cùng hài tử ký kết luyện tập sinh hợp đồng, sau đó lại thu lấy kết xu huấn luyện phí tổn. Đến nỗi những cái kia quảng tác võng thức ký kết luyện tập sinh. Liều mạng tỷ lệ công ty quản lý càng là nhiều vô số kể. Liền Dương Mật nói về Tô Triệt ký kết luyện tập sinh kế hoạch lúc. Từ vốn liếng góc độ đề nghị Tô Triệt khai thác thu phí ký hợp đồng phương thức. Liền xem như Tô Triệt thu phí ký kết. Cũng không ít hội phụ huynh đánh vỡ đầu cướp cùng Tô Triệt phòng làm việc ký kết. Dù sao. Liền lấy Tô Triệt sáng tác năng lực cùng với nâng người năng lực phóng nhãn toàn bộ ngành giải trí đều gần như không tồn tại nhưng phàm là có thể được đến tô triệt lực nâng người cuối cùng toàn bộ đều một lần là nổi tiếng không chút nào khoa trương mà nói chỉ cần có thể cùng tô triệt phòng làm việc ký kết thì tương đương với nửa chân đạp đến vào ngành giải trí đỉnh lưu mà tô triệt lại không có tiếp thu dương mật đề nghị những phòng làm việc kia sở dĩ chọn thu phí huấn luyện hoặc là lừa đảo công ty hoặc chính là muốn thông qua loại phương thức này tiết kiệm chi phí nhưng tô triệt cùng những phòng làm việc kia khác biệt chỉ bằng mượn hắn trong đầu những cái kia ca khúc cùng với truyền hình điện ảnh tác phẩm muốn thổi cho nổi tiếng một cái nghệ nhân dễ như trở bàn tay hơn nữa hắn hấp kim năng lực hoàn toàn có thể dùng ngày tiếng vạn kim để hình dung căn bản vốn không cần lo lắng chi phí vấn đề sau đó tô triệt liền tuyên bố quay bộ phòng làm việc đã thành lập hiện đại lượng ký kết luyện tập sinh phàm là tài nghệ xuất chúng giả đều có thể pm tư liệu trình độ nhất định phải cao trung trở lên Tô Triệt tại tuyên bố quầy bộ lúc, cố ý bổ sung duy nhất một đầu trình độ hạn chế. Hiện nay, ngành giải trí vấn đề lớn nhất chính là mù chữ quá nhiều. Tiểu học sơ trung trình độ một đống lớn. Tốt nghiệp cao trung tại ngành giải trí cũng có thể coi là được là thành tích cao. Loại này nghệ nhân chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái, như thế nào có thể xem hiểu ca từ cùng kịch bản. Khi Tô Triệt quay bộ phát ra sau. Trong nháy mắt dẫn tới vô số dân mạng vây xem. Lão công ta cuối cùng từ con dâu ngao thành bà, chúc mừng gầy dựng đại cát. Cái này trình độ yêu cầu sắp chết người ta, tô triệt đây là muốn dẫn đầu nhất lên ngành giải trí xóa nạn mù chữ phong bạo A. Vương dịch bác, cổ ca, ta cảm thấy đầu này uầy bộ có chút nhầm vào ngươi. Nhi tử ta đánh tiểu liền ưa thích ca hát, hy vọng tô tiên sinh có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Âm nhạc hệ sinh viên tốt nghiệp khóa này, hy vọng lão công có thể cho ta một cái cơ hội. Không thể nào, cái này đều niên đại gì, còn có người làm mộng minh tinh A. Chính là, hiện nay ngành giải trí đều bị tư bản khống chế bình dân bách tính liền đoạn mất ý nghĩ này a à. người khác có thể không được nhưng mà lấy tô triệt sáng tác năng lực chỉ cần có thể cùng phòng làm việc của hắn ký kết xuất đạo chính là chuyện chắc như đinh đóng cột tô triệt quay bộ tuyên bố sau không bao lâu pm bên trong nhận được sơ yếu lý lịch thì đến được 999. coi như tô triệt đọc qua pm bên trong sơ yếu lý lịch lúc trần hán sơn đột nhiên gọi điện thoại tới trần đạo ngươi cái này đột nhiên gọi điện thoại cho ta là gặp phải chuyện gì sao điện thoại sau khi tiếp thông Tô Triệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại liên tục hai bộ tống nghệ sau. Hắn cùng Trần Hán Sơn cũng thành bằng hữu chân chính. Khi nói chuyện cũng không có những cái kia công công nhiễu nhiễu. Tô Triệt, ngươi muốn tuyển nhận luyện tập sinh, vì cái gì bất lực xử lý tuyển tú tiếp mục đâu? Trần Hán Sơn hướng về phía Tô Triệt dò hỏi. Trần Đạo, ta đây là dự định tuyển một chút nhân tài chân chính. Tô Triệt mở miệng giải thích. Tại cùng Dương Mịch thương nghị thời điểm. Dương Mật đã từng đề nghị tổ chức tuyển tú tiết mục vừa có thể chọn lựa luyện tập sinh, cũng có thể kiếm lấy một chút quan danh phí tổn. Chỉ có điều hiện nay toàn bộ ngành giải trí đều thuộc về tư bản thời đại. Âm nhạc tuyển tú loại tiết mục tức thì bị tư bản khống chế. Tấm màn đen tầng tầng lớp lớp. Cũng tỷ như năm ngoái bởi vì hắn phái phượng hoàng truyền kỳ phá quán nói hát tống nghệ đỉnh phong thuyết sướng. Cũng là bởi vì tư bản tại phía sau màn khống chế. Tại sao đấu lúc bắt đầu liền đã dự định nơ là quán quân cho dù là Nervin ở trong trận đấu sử dụng một cái mô bản. Liên tiếp hát ba, bốn tràng không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng, ngay cả ca từ đều tái diễn rác rưởi ca khúc. Cũng đều là thuận lợi tấn cấp. Mà những cái kia nói hát trình độ cao tuyển thủ. Nhưng là được bầu thành lấy đủ loại vấn đề đào thái. Về sau bởi vì Nervin đắc tội tô triệt. Bên sản xuất bất đắc dĩ mới đưa Nervin đá ra tranh tài. Cuối cùng vẫn đem quán quân dự định trở thành khác nhà tư sản ủng hộ tuyển thủ. Đến nỗi Khắc âm tổng tiết mục loại hiện tượng này tầng tầng lớp lớp. Cho nên Tô Triệt mới chỉ có thể áp dụng sơ yếu lý lịch thông báo tuyển dụng loại này đần phương pháp. Từng cái chọn lựa thích hợp người mới. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý tổ chức âm tổng, ta tuyệt đối có thể bảo đảm từ hải tuyển đến cuối cùng trận chung kết tuyệt đối sẽ không xuất hiện dự định hiện tượng. Trần Hán Sơn khi biết Tô Triệt lo nghĩ sau, lúc này lời thề son sắc bảo đảm nói. Kể từ mang theo Tô Triệt chụp hai bộ tống nghệ sau. Hắn cũng thuận thế đưa thân trở thành quốc nội đỉnh cấp giải trí đạo diễn. Trong tay quyền nói chuyện đầy đủ ngăn cản tư bản thao túng tuyển tú. Vậy cứ như thế, ta bên này để dành 10 cái danh ngạch cho Trần đạo ngươi dùng để tuyển tú, chỉ cần không có tư bản nhúng tay can thiệp, những thứ khác ngươi xem an bài là được. Tô Triệt cũng thẳng đến Trần Hán Sơn dụng ý, lúc này mở miệng hứa hẹn. Nguyên bản hắn chỉ tính toán chọn lựa 20 tên luyện tập sinh. Bây giờ chỉ có thể phân ra tới một nửa danh ngạch cho Trần Hán Sơn. Nếu như 20 tên luyện tập sinh toàn bộ có thể trở thành ngành giải trí đỉnh lưu, phòng làm việc lợi tức so với những cái kia quản tác võng nhất tuyến công ty quản lý cao hơn. Được rồi, cho ta thời gian một tuần, ta đi tìm nhà tư sản hướng lên phía trên báo cáo chuẩn bị. Trần Hán Sơn khi lấy được tô triệt sau khi trả lời, vội vàng mở miệng đồng ý. Sau đó liền cúp điện thoại, trước tiên đem tổ chức âm tổng kế hoạch báo cáo cho mang quả đài cao tầng. Khi mang quả đài cao tầng biết được Trần Hán Sơn muốn làm tô triệt phòng làm việc tuyển bạc luyện tập sinh, mà cố ý tổ chức một đương âm nhạc tuyển tú tống nghệ sau, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng xuống hiện nay Tô Triệt chính là lưu lượng đại danh từ. Vô luận tiếp mục gì, chỉ cần cùng Tô Triệt có liên quan, liền có lưu lượng. Cái này lưu lượng có, nhãn hiệu quan danh phương cũng liền tới. Nói ngắn gọn. Chỉ cần có thể cùng Tô Triệt dính dáng. Vô luận làm cái gì đều có thể kiếm tiền. Khi lấy được lãnh đạo trả lời sau. Trần Hán Sơn một bên triệu tập vận doanh kế hoạch tuyển tú tống nghệ cụ thể lịch đấu. Một phương diện hướng có liên quan xét duyệt bộ môn tiến hành báo cáo chuẩn bị. Chỉ dùng 3 ngày thời gian liền làm tốt tất cả chuẩn bị việc làm. Hơn nữa chế định xong cặn kẻ tuyển tú kế hoạch. Tuyển tú kế hoạch cực kỳ đơn giản. Cùng những thứ khác tuyển tú tiết mục không có khác nhau quá nhiều. Chính là tiền kỳ trước tiến hành tuyên truyền. Từ mỗi thành thị tiến hành sơ bộ hải tuyển. Tại hải tuyển khâu tuyển ra 80 vị tuyển thủ tiến hành hiện trường đấu vòng loại. Đấu vòng loại cùng trận chung kết tổng cộng 12 kỳ. Mỗi cuối tuần cử hành 2 kỳ. Hết thảy tốn thời gian nửa tháng thời gian. Cuối cùng quyết ra 10 hạng đầu thu được cùng Tô Triệt phòng làm việc ký hợp đồng tư cách. Tô Triệt tại xem xong Trần Hán Sơn định ra kế hoạch sau. Vì cho những thứ này tuyển thủ tăng thêm một chút động lực. Cũng cố ý tăng lên một chút ban thưởng. Tên thứ nhất phân biệt ban thưởng một tấm đo thân mà làm album, cùng với một bộ diễn viên chính kịch bản. Hạng nhì ban thưởng nhưng là album kịch bản hai chọn một. Tên thứ ba ban thưởng năm đầu đơn khúc. Tên thứ tư đến tên thứ 10 ban thưởng đều là một bài đơn khúc. Tất cả ban thưởng tại ký kết sau đó luyện tập đạt tiêu chuẩn thỏa mãn xuất đạo yêu cầu sau thực hiện. Tại quyết định lịch đấu cùng ban thưởng sau. Hải tuyển ngày liền định tại 10 ngày sau. Tại trong lúc này, mỗi hải tuyển hiện trường đều sẽ mở ra Internet Live. Chịu trực tiếp ra người xem giám sát. Dùng cái này bảo đảm tính công bình của trận đấu. Đã định tranh tài ngày sau. Tô Triệt cùng với mang quả đài đồng thời bắt đầu tuyên truyền. Vì tốt hơn tuyển bạc nhân tài ưu tú, Tô Triệt phòng làm việc cùng mang quả đài liên thủ tổ chức giải mộng tuyển tú tống nghệ, tất cả muốn thực hiện diễn nghệ mơ ước dân mạng đều có thể báo danh tham gia hải tuyển. Đang chọn tú bên trong lấy được 10 hạng đầu tuyển thủ, không chỉ có thể trở thành tô triệt phòng làm việc ký kết luyện tập sinh, hơn nữa còn có thể thu được như sau ban thưởng. Khi đám dân mạng nhìn thấy tô triệt cho ra ban thưởng sau, toàn bộ mạng lưới đều gần như sôi trào. Cơ nờ, phần thưởng này cũng quá mãnh liệt a. À. Lúc trước cùng thịnh truyền mai hoa 1.000 vạn, tìm tô triệt viết bài bắt trước mèo kêu, nếu như dựa theo cái giá tiền này mà tính, tên thứ nhất cùng tên thứ hai chỉ là album giá trị thì tương đương với một ức A. À. Nếu như cái này có thể thu được hạng nhất hạng nhì, lấy biểu diễn tô triệt sáng tác album xuất đạo, đủ để trở thành giới âm nhạc đỉnh lưu, đến lúc đó lợi tức cũng không chỉ cái này một ức. Lại thêm cái này đương tống nghệ mang theo tô triệt cùng mang quả đài tên tuổi, vẹn vẹn thu được quán quân mang tới nhiệt độ, liền không chỉ một ức, cười khóc. Mã Đức, ta đi trước báo danh, vì cái này một ức liều mạng. Cái đồ chơi này có thể so sánh mua vé số bên trong 500 vạn đáng tin cậy nhiều, đầu chó đã báo danh, bây giờ nhấn like dân mạng, có thể thu được ta xuất đạo sau đó miễn phí ảnh ký tên. Quốc nội âm tổng nội tình thật sự là nhiều lắm, nói không chừng thứ tự đã sớm dự định, chúng ta những thứ này dân chúng thấp cổ bé họng liền xem như báo danh, đoán chừng cũng chỉ là bồi chạy mà thôi. Người có thể không tin quốc nội tống nghệ tính chân thực, nhưng không thể hoài nghi tô triệt nhân phẩm. Khi tô triệt cùng mang quả đài thông qua mỗi con đường phát ra thông cáo sau. Mở báo danh website trực tiếp bị đến đây báo danh dân mạng cho chen bể đến mức mang quả đài mời chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật. Mặt khác thiết kế thêm hai đài server sau. Cái này mới miễn cưỡng duy trì được website bình thường phỏng vấn báo danh. Theo vô số dân mạng tranh nhau báo danh dự thi. Tô Triệt thành lập phòng làm việc, tuyển nhận luyện tập sinh tin tức cũng truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Cùng lúc đó, Tương Thành, trong một ngôi biệt thự, hoa trần ngữ như thường lệ tại phòng đàn luyện đàn. Kể từ tinh quan tú hàng năm trận chung kết sau khi kết thúc, tại nửa năm này thời gian bên trong, hắn liền trực tiếp đến trải rác mấy cái đại ngôn thông cáo. Đem so sánh hắn lúc trước nhận được thông cáo. Mấy cái này thông cáo thì tương đương với tôn tép. Chỉ có thể duy trì được ngày khác thường chi tiêu mà thôi. Mà bởi vì hát bắt trước mèo kêu bạo hỏa lưu vũ kỳ. Bây giờ nhưng là thông cáo không ngừng. Cho dù là nhiệt độ đã bắt đầu rõ ràng hạ xuống. Công ty quản lý vẫn như củ liều mạng cho Lưu Vũ Kỳ bỏ tiền mua lưu lượng. Hoa Trần Ngữ đối với cái này mặc dù lòng sinh không phục. Nhưng cũng chỉ có thể muộn trong nhà vô năng cuồng nộ hắn tại trước mặt phan cao cao tại thượng. Tại trước mặt tư bản chính là một cái kiếm tiền công cụ mà thôi. Nếu như hắn dám gửi công văn đi lên án, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp tuyết tàn. Liền tiểu thông cáo đều không tiếp được. Hoa ca, gần nhất lại xuất hiện một đương âm tổng tiết mục. Coi như hoa trần ngữ luyện xong đàn. Đóa đóa đi vào phòng đàn báo cáo. Trong khoảng thời gian này đến nay, hoa trần ngữ cũng lười nhìn Weibo. Chỉ có tại ngành giải trí xuất hiện đại sự lúc, đoá đoá mới có thể hướng hắn hồi báo. Hỏa hoạn âm tổng. Khi hoa trần ngữ nghe được đoá đoá hồi báo sau. Ánh mắt bên trong trong nháy mắt hiện ra một vòng chờ mong. Âm nhạc loại tống nghệ đúng là hắn am hiểu lĩnh vực. Nếu như có thể để cho công ty quản lý chạy trốn quan hệ. Để cho hắn trở thành cái kia đương âm tổng ban giám khảo. Tuyệt đối có thể vãn hồi nửa năm này rơi xuống nhân khí. Chỉ có điều. Khi hoa trần ngữ từ đoá đoá trong tay nhận lấy điện thoại di động nhìn thấy cái này đương âm tổng là tô triệt phòng làm việc cùng mang quả đài liên thủ tổ chức. Hơn nữa tổ chức cái này đương tống nghệ mục đích cũng là vì cho tô triệt tuyển bạc luyện tập sinh sau đó. Cả người cũng không khỏi vì đó sững sờ. Sau đó biểu lộ càng dữ tận. Đơn giản so ăn phân còn khó chịu hơn. Tục ngữ nói không sợ huynh đệ trải qua đắng. Liền sợ huynh đệ mua Land Rover. Húng chi tô triệt hay là hắn đối thủ một mất một còn. Tô triệt cái này xuất đạo tính toán đâu ra đấy mới hơn 2 năm liền đã phá vỡ nghệ nhân thân phận. Trở thành phía sau màn tư bản. Trái lại chính hắn. Hai năm này lại là càng sống càng lùi lại. Cứ theo đà này. Không bao lâu nữa hắn liền sẽ mẫn tại giới âm nhạc. Mấu chốt nhất là. Hắn sở dĩ luôn lạc tới loại tình trạng này. Tất cả đều là bởi vì tô triệt. Kể từ hắn cùng tô triệt sinh ra gặp nhau sau. Giống như là đắc tội sao chổi. Vô luận làm chuyện gì cũng không có thuận lợi qua. Thậm chí hoa trần ngữ một trận hoài nghi tô triệt có phải hay không thừa dịp trực tiếp tống nghệ thời điểm cách làm đem ký vận của hắn cho bắt đi dù sao tại tô triệt không có xuất đạo phía trước nghề nghiệp của hắn kiếp sống có thể nói là xuôi gió xuôi nước liền xem như ở trên vũ đài làm yêu tại giới âm nhạc địa vị vẫn không có hạ xuống nhưng mà kể từ hắn gặp phải tô triệt sau đây hết thảy toàn bộ cũng thay đổi trong lúc đó hắn đã từng tiêu phí trọng kim tìm cao nhân cách làm Cuối cùng được đến trả lời chính là lại đi cùng Tô Triệt cùng làm việc với nhau một đoạn thời gian, đem bị bắt đi ký vận cướp về. Hoa Trần ngữ khi biết phương pháp giải quyết sau, tại cao nhân nhìn đồ đần một dạng trong ánh mắt, hùng hục thanh toán 10 vạn khối tiền. Tại ngành giải trí, loại này phong kiến mê tín cũng không hiếm thấy, thậm chí tại Minh Tinh trong vòng luẩn quẩn, có chút cũng là bán công khai sự tình. Tuy nói loại hành vi này không có gì dùng ra, thế nhưng là có thể cho minh tinh mang đến tâm lý an ủi. Đóa đóa, ngươi đi liên lạc một chút cũng tổng thanh tra, để cho hắn nắm nhờ quan hệ liên lạc một chút tổ chương trình, để cho ta tiến vào tiết mục làm mấy trận ban giám khảo. Hoa Trần Ngữ hướng về phía trợ lý đóa đóa phân phó nói. Hoa ca, đây chính là tô triệt phòng làm việc cử hành tống nghệ tiết mục, ngài nhất định phải tham gia. Đóa đóa một mặt chấn kinh, không thể tin hướng về phía Hoa Trần Ngữ lặp lại xác nhận nói. Trong nội tâm nàng cực kỳ tin tưởng Hoa Trần Ngữ cùng tô triệt ân oán liền lấy hoa trần ngữ trước kia tính khí. Cận kề cái chết cũng sẽ không cùng tô triệt sinh ra gặp nhau. Không có nghĩ rằng chân hương định luật lại là tại hoa trần ngữ trên thân lấy được nghiệm chứng. Theo ta nói đi làm. Hoa trần ngữ thái độ kiên quyết nói. Vì đoạt lại bị cướp đi vận khí. Hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể khôi phục trước kia địa vị. Mặt mũi cái gì đều không trọng yếu. Tấu chương xong. Chương 195, tuyển tú bắt đầu. Tốt A, ta cái này liền đi cùng công ty liên hệ một chút. Đóa đóa gật đầu đáp lại nói. Sau đó liền cùng công ty tổng thanh tra cũng đông lúa lấy được liên hệ. Cũng đông lúa khi biết Hoa Trần Ngữ muốn tham gia tô triệt cử hành tuyển tú tống nghệ làm ban giám khảo. Cũng chỉ có thể nhờ quan hệ có liên lạc tổ chương trình đạo diễn Trần Hán Sơn. Tuy nói Hoa Trần Ngữ gần 2 năm danh ký lớn biên độ trượt. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vẫn như cũ thuộc về trẻ tuổi một đời ca sĩ bên trong người nổi bật. Đảm nhiệm làm nhân tuyển tú tiếp một ban giám khảo dư xài. Trần Hán Sơn tiếp vào cũng đông lúa điện thoại sau. Cũng không có trước tiên đáp ứng. Mà là dự định trước tiên trưng cầu một chút tô triệt ý kiến. Lúc trước đạo diễn Tống Nghệ tiếp một lúc. Hắn liền hôn mắt thấy chứng nhận tô triệt cùng hoa trần ngữ xung đột. Đương nhiên sẽ không tự tiện làm quyết định đồng ý Hoa Trần Ngữ đảm nhiệm tiết mục ban giám khảo. Trần Hán Sơn sau khi cúp điện thoại, liền ngược lại cùng Tô Triệt lấy được liên hệ. Tô Triệt, hiện trường tranh tài ban giám khảo ngươi chọn thế nào? Điện thoại sau khi tiếp thông, trần hán sơn mở miệng dò hỏi đã liên lạc với hai vị còn kém vị cuối cùng tô triệt nói thẳng hiện trường ban giám khảo trừ hắn bản thân bên ngoài còn dự định lại tìm ba tên ban giám khảo tại trong thời gian mấy ngày nay hắn một mực đang liên lạc lâm triết cùng một đám trải qua hoa ngữ giới âm nhạc thời kỳ cường thịnh ca sĩ những thứ này lâu năm ca sĩ đối với âm nhạc toàn bộ đều có khắc sâu kiến giải hơn nữa chọn lựa nhân tài ánh mắt cũng cực kỳ cay độc đảm nhiệm ban giám khảo tuyệt đối không có vấn đề là như vậy, cùng Thịnh truyện môi gọi điện thoại cho ta, nói là muốn đề cử Hoa Trần Ngữ tham gia chúng ta tiết mục làm ban giám khảo. Ta gọi điện thoại cũng là nghĩ nghe một chút ngươi ý tứ. Trần Hán Sơn ngược lại nói ra gọi điện thoại ý đồ. Trần Đạo, ngươi đây có phải hay không là đang mở trò đùa đi. Chúng ta đây là âm nhạc tuyển tú, không phải xuất mã khiêu đại thần, để cho hắn tới làm ban giám khảo có ích lợi gì. Tô Triệt khi biết Hoa Trần Ngữ muốn tham gia tiết mục làm ban giám khảo sau, kém chút cười ra tiếng. Không nói đến hắn cùng Hoa Trần Ngữ có mâu thuẫn liền xem như không có mâu thuẫn. Cũng không khả năng đồng ý chuyện này. Liền lấy hoa trần ngữ những năm này hiện ra hành vi nghệ thuật. Để cho hắn đảm nhiệm ban giám khảo. Bình chọn đi ra ngoài tuyển thủ có thế bình thường đó mới là lạ. Nếu như tô triệt phòng làm việc dám cùng những thứ này tuyển thủ ký kết. Nói không chừng phòng làm việc liền sẽ bị bộ ngành liên quan. Lấy trắng trợn làm, phong kiến mê tín tội danh cho niêm phong đi. Tốt, ta này liền từ chối bọn hắn. Trần Hán Sơn khi biết tô triệt ý tứ sau, lúc này lấy hoa trần ngữ không thích hợp đảm nhiệm tiết mục ban giám khảo vì lý do cự tuyệt cùng thịnh truyện môi yêu cầu tuy nói những năm gần đây quả xoài đài các loại thịnh truyện môi hợp tác tỉ mỉ nhưng nếu là vì một cái hoa trần ngữ được tội tô triệt vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được cũng đông lúa tại bị trần hán sơn từ chối sau đó không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn trực tiếp gửi tin tức nói cho hoa trần ngữ việc này ai cũng không trách được dù sao cũng là hoa trần ngữ chính mình làm phàm là hắn đang làm người xử thế bên trên thông minh một điểm. Thậm chí cho dù là khiêm tốn một chút cũng hảo. Cũng sẽ không đến nỗi rơi vào hôm nay kết cục này. Giống như Tần Vân Hiền như thế. Bởi vì tại cùng Tô Triệt thu tiết một lúc, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Cho nên tại Tô Triệt quay chụp lang thang tinh cầu lúc. Lấy được một cái vai phụ phần diễn. Sau đó thuận thế bước vào giới văn nghệ. Đủ loại phiến hẹn tiếp vào nương tay. Mà hoa trần ngữ tại ngành giải trí. Cất bước tài nguyên liền so Tần Vân Hiền cao hơn nếu như nhân phẩm của hắn cũng có thể giống tần vân hiền như thế thành tựu tuyệt đối sẽ không so tần vân hiền thấp nếu là may mắn để cho tô triệt hỗ trợ viết hai bài ca tuyệt đối có thể trở thành giới âm nhạc số một số hai ca sĩ công ty những tư nguyên này nào còn có lưu vũ kỳ phần a cái này tô triệt quả thực là cho thể diện mà không cần hoa trần ngữ khi biết tô triệt vậy mà không nể mặt mũi trực tiếp cự tuyệt hắn sau cúp điện thoại tức giận trực tiếp đưa điện thoại di động ngã thành hiếm nát hắn vạn lần không ngờ tô triệt vậy mà lại cự tuyệt trực tiếp như vậy một điểm mặt mũi cũng không lưu lại hắn xuất đạo nhiều năm như vậy vô luận tham gia tiết mục gì ai thấy không thể cung kính kêu một tiếng hoa lão sư cái nào từng chịu qua loại này khí nhưng hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có vô năng cuồng nộ hiện tại hắn ở công ty địa vị vốn là rất xuống ngàn trường nếu như ở thời điểm này lại đi tìm tô triệt phiền phức căn bản vốn không cần tô triệt tự mình đứng ra cùng thịnh truyện môi cao tầng vì hòa hoãn cùng tô triệt quan hệ. Đều biết chủ động tìm hắn để gây sự. Hoa ca, chỉ cần ngươi hướng công ty bày ra cố gắng thái độ, nhất định có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó vẫn là giới âm nhạc đỉnh lưu. Đóa đóa hướng về phía hoa trần ngữ an ủi. Hoa trần ngữ gật đầu đáp lại nói. Tuy nói hắn bây giờ có thể nhận thông cáo lát đác không có mấy. Nhưng làm như vậy cũng có thể hướng công ty cho thấy thái độ. Tốt, ta cái này liền đi an bài. Đóa đóa liền vội vàng gật đầu đáp lại nói. Hoa Trần Ngữ hít sâu một hơi. Bình phục tức giận trong lòng sao. Lấy ra dự bị điện thoại liên hệ bình thường hợp tác phòng làm việc. Bắt đầu trù bị ca khúc mới. Từ Tô Triệt lúc trước ban bố tranh tài ban thưởng có thể thấy được. Tô Triệt chính là định để cho ký kết tuyển thủ thông qua biểu diễn hắn viết ca một lần là nổi tiếng. Đây cũng chính là những năm gần đây các đại công ty quản lý thổi cho nổi tiếng dưới cờ nghệ nhân chủ yếu phương thức. Mà Hoa Trần Ngữ dự định chính là tại những này tuyển thủ phát ca xuất đạo thời điểm hắn vượt lên trước tuyên bố ca khúc mới chiếm đoạt lưu lượng. Đánh không lại già. Còn không đánh lại tiểu nhân. Ngay tại Hoa Trần Ngữ chú tâm trù bị ca khúc mới thời điểm. Giải mộng tống nghệ cũng tại các đại thành thị mở hải tuyển hiện trường. Vì để cho những cái kia xuất thân bần hàng, ở vào sơn thôn hài tử cũng có thể hoàn thành chính mình âm nhạc mộng tưởng. Giải mộng còn mở online tuyển bạc hoạt động. Chỉ cần điện thoại liên lạc tổ chương trình. Trong điện thoại thí hát một đoạn thông qua ban giám khảo khảo hạch liền có thể thu được tổ chương trình cung cấp xe riêng đưa đón. Cùng với cung cấp miễn phí ăn ở cùng trang phục. Đi tới hải tuyển hiện trường tham gia trận đấu. Đập lớn thôn. Một tòa ở vào khe núi thung lũng nghèo khó sơn thôn. Một cái tướng mạo có chút non nớt, màu da bởi vì quanh năm bảo chiếu nguyên nhân mà biến thành màu đen người thanh niên. Đang đội liệt nhật tại nông thôn làm việc. Thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách. Người thanh niên ngồi ở trên bờ ruộng. Từ trong miệng túi móc ra sao sát đã khối gồ, màn hình tan vỡ điện thoại mở ra nê ti. Đi theo ca khúc lên tiếng ngâm nga. Đúng lúc này. Một cái cùng hắn cùng tuổi người trẻ tuổi từ địa bàn đi qua. Chụp tử, lại ca hát đâu? Người kia dùng giọng nhạo bán chào hỏi. Đi đi đi, tránh qua một bên đi. Mã Cường Tại nghe được đối phương treo chọc sau, vội vàng phất tay xua đuổi đạo. Đối phương sở dĩ gọi hắn chụp tử. Cũng là bởi vì hắn đang đi học thời điểm. Bởi vì chỉ thích ca hát mà không để ý đến việc học, dẫn đến mỗi lần đều cần chụp đồng học tác nghiệp mới có thể hoàn thành. Có một lần hắn tại chụp tác nghiệp lúc, bị trường học lão sư bắt được. Trực tiếp đem hắn sách lên bục giảng của mắng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ tinh tường nhớ kỹ lão sư khiển trách nguyên thoại. Chụp chụp chụp, liền biết chụp. Người bây giờ có thế chết câu trả lời, lớn lên bước vào xã hội sau còn có thể chụp. Từ đó về sau, hắn liền có một cái chụp tử ngoại hiệu. Hắn tại tốt nghiệp sơ trung bước vào xã hội đi làm kiếm tiền sau nguyên bản còn muốn lấy bằng vào ca hát thiên phú trở thành ca sĩ tiêu hết tiền lương đi tới mỗi công ty quản lý phỏng vấn kết quả tất cả đều bị hình dạng không đủ xuất sắc nguyên nhân này mà đào thải sau khi liên tiếp bị tấn công mã cường từ đây không gượng dậy nổi cuối cùng về nhà cũ trồng trọt mà sống mỗi khi mã cường hồi tưởng lại chính mình lúc đi học không hảo hảo học tập trong lòng chính là một trận hối hận ban đầu ở sơ tam tốt nghiệp lúc trường học lão sư còn đề cử bọn hắn đi học máy tính. Chỉ cần có thể nhập môn. Liền có thể đi ra cái này mười dặm đại sơn. Phàm là trước đây hắn có thể nghe vào một lời khuyên. Cũng không đến nỗi luân lạc tới về nhà trồng trọt tình cảnh A. Sau khi trải qua xã hội đánh đập. Mã Cường Triệt để từ bỏ tất cả huyễn tưởng. Liền trước đây ca sĩ mộng tưởng. Hiện nay đều thành vết thời gian ham muốn nhỏ. Ngay tại Mã Cường tại trong Nê Ti tìm kiếm ca khúc lúc. Nê Ti chính xác đột nhiên bắn ra một cái thông cáo thông cáo bên trên chính là liên quan tới giải mộng tuyển tú tống nghệ giới thiệu. Khi Mã Cường nhìn thấy chỉ cần thông qua gọi điện thoại, liền có thể tham gia hải tuyển sơ bộ khảo hạch. Hoàn thành sơ bộ khảo hạch sau, còn có thể miễn phí đi tới hải tuyển hiện trường tham gia trận đấu. Tranh tài trong lúc đó bao ăn bao ở phúc lợi sau. Trong lòng trong nháy mắt vì đó say mê. Nhất là làm hắn nhìn thấy cái này đương tống nghệ tiết mục là vì tô triệt phòng làm việc tuyển bạc luyện tập sinh. Cùng với xâm nhập 10 hạng đầu ban thưởng sau cái kia sớm đã yên lặng ở đáy lòng ca sĩ mộng tưởng lúc này giống như mọc lên như nấm giống như bắt đầu điên cuồng lớn lên xem như một cái âm nhạc kẻ yêu thích mã cường bình thường cũng sẽ thừa dịp nghỉ ngơi ngoài nhìn một chút âm nhạc loại tống nghệ nhất là làm hắn nhìn thấy phượng hoàng truyền kỳ gặp may hành trình sau trong lòng gọi là một cái hâm mộ có đôi khi nằm mộng cũng muốn lặp lại một lần phượng hoàng truyền kỳ kinh nghiệm hiện nay cơ hội này cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn nếu như có thể xâm nhập giải mộng trước khi tranh tài 10 tên, là hắn có thể thu được tô triệt tự mình viết từ khúc. Hơn nữa còn có thể thu được miễn phí mở rộng tuyên truyền. Xuất đạo căn bản không phải vấn đề. Sau đó, mã cường giấu trong lòng tâm tình kích động. Bấm thông cáo bên trên điện thoại. Ngài khỏe, đây là giải mộng điện thoại hải tuyển, Ngài là dự định báo danh tham gia giải mộng sao. Điện thoại sau khi tiếp thông, một đạo ôn nhu giọng nữ từ trong ống nghe truyền đến. Đúng, ta. Ta nghĩ báo danh. Mã Cường kích động liên tục gật đầu, liền nói chuyện đều trở nên nói lắp. Xin ngài chờ một chút một phút, này liền vì ngài bật ban giám khảo đường dây riêng. Giọng nữ tiếng nói rơi xuống, trong ống nghe liền vang lên điện thoại bật tiếng nhạc. Ta là điện thoại hải tuyển ban giám khảo, ngươi có một phút thời gian chuẩn bị, cùng với một phút biểu diễn thời gian, xin hãy chuẩn bị. Điện thoại bật sau khi thành công, một đạo âm thanh nam nhân từ trong ống nghe truyền đến. Mã Cường tại nghe được đạo thanh âm này sao? Vội vàng sử dụng hít sâu phương thức tới bình định tâm tình kích động của mình trong lòng của hắn cực kỳ tin tưởng nếu như bắt không được cơ hội lần này lời nói về sau vẻn vẹn là sinh hoạt gánh nặng liền có thể đem hắn ép tới gặp cả người cũng lại đừng nghĩ hoàn thành chính mình ca sĩ mộng tưởng ban giám khảo lão sư ta chuẩn bị xong ta dự định biểu diễn giả khúc mã cường điều chỉnh tâm tình xong cùng hô hấp sau đó hướng về phía ban giám khảo mở miệng nói ra kể từ tô triệt tuyên bố giả khúc sau đó hắn thích bài hát này trong thời gian 2 năm này. Hát không dưới ngàn lần. Đem bài hát này mỗi một cái âm phù. Đều sâu đậm ghi tạc trong đầu. Bắt đầu đi. Ban giám khảo trong điện thoại nói. Tốt. Mã Cường cung kính đáp lại nói. Bởi vì biểu diễn thời gian chỉ có một phút. Cho nên Mã Cường tại thanh xong cuốn họng sau. Trực tiếp hướng về phía ống nghe thanh sướng giả dạ khúc điệp khúc bộ phận. Tuy nói điện thoại ống nghe âm sắc rất kém cỏi, Nhưng vẫn như cũ không chịu nổi hắn cái kia khổ luyện nhiều năm tiếng nói chờ hát xong điệp khúc sau. Mã Cường không nói một lời. Hai tay nắm chắc điện thoại di động. Lặng lặng đứng chờ lấy ban giám khảo đáp lại. Đối với hắn mà nói. Giờ khắc này giống như một ngày bằng một năm. Mỗi một giây đều cực kỳ dài dòng buồn chán. Có thể là điện thoại di động của người microphone âm sắc âm thanh, hát hiệu quả chỉ có thể nói là coi như có thể, hy vọng ngươi đi tới hải tuyển hiện trường sau có thể thật tốt phát huy. Ngay tại mã cường khẩn trương trong khi chờ đợi, ban giám khảo âm thanh từ trong ống nghe truyền ra ban giám khảo lão sư ý của ngài là ta thông qua điện thoại khảo hạch mã cường tại nghe được ban giám khảo trả lời chắc chắn sau đầu tiên là sững sờ sau đó không thể tin mở miệng dò hỏi đúng vậy một hồi ngươi cùng nhân viên công tác đăng ký thân phận tin tức cùng với địa chỉ tổ chương trình sẽ an bài ngươi đi tới gần nhất hải tuyển hiện trường dự thi chúc ngươi có thể thu được thứ tự tốt ban giám khảo trong điện thoại chúc mừng đạo cảm tạ ban giám khảo lão sư mã cường tại xác nhận kết quả sau đó trên mặt trong nháy mắt lộ ra một cổ không che giấu được vẻ mừng như điên. Sau đó cất điện thoại di động. Vội vàng quơ lấy quốc nhanh chóng trừ cỏ. Tại viên mộng trên đường, vẫn như cũ không thể từ bỏ cuộc sống của mình. Nguyên bản yêu cầu làm nửa ngày việc nhà nông. Gần một giờ công phu liền bị làm xong. Quốc xong nông thôn cỏ dại sau đó. Mã Cường liền vác quốc vội vàng về đến nhà. Cha, mẹ, ta muốn đi tham gia âm nhạc tranh tài. Về đến trong nhà sau, Mã Cường thả xuống quốc lớn tiếng hô ta bên này đều tìm hảo bà mối cùng ngươi nói con dâu, ngươi còn chạy lung tung gì. Ngươi hát nhiều năm như vậy, ngoại trừ đem việc học hát phế đi, ngươi còn có sở trường tới gì. Có phải hay không còn nghĩ đem con dâu hát chạy. Một cái hình dạng cùng mã cường không sai biệt lắm, dáng người có chút còng xuống nam tử trung niên từ mờ tối nhà chính đi ra. Sụ mặt hướng về phía mã cường quát lớn. Ngươi nói như vậy cường tử làm gì, hắn không hút thuốc lá không uống rượu, còn không cho phép hắn ca hát. Một phụ nữ ngay sau đó đi ra, đầu tiên là giọng phía dưới trung niên nam nhân ngược lại hướng về phía mã cường an ủi cường tử ngươi tham gia trận đấu muốn nhiều tiền gì mẹ này liền cho ngươi nam tử trung niên mắt nhìn con dâu nhà mình không khỏi thở dài nói liền biết nuông chiều hắn nếu không phải là ngươi nuông chiều hắn hắn cũng không đến nỗi về nhà trồng trọt nam tử trung niên nói đi sau đó liền từ trong miệng túi móc ra một cái chứa làng khói túi nhựa dùng giấy nháp bọc một cây hàng khói ngồi ở ngưỡng cửa cột cột hút mẹ lộ phí cùng ăn ở cũng là tổ chương trình an bài ta lần này ra ngoài không cần tiền. Mã Cường đối với mình mẫu thân mở miệng giải thích. Đi ra ngoài bên ngoài sao có thể không mang theo tiền. Bạn nhất bị người ta lừa, ngươi còn có thể đi trở về. Nhà chúng ta vừa bán lúa nước, ta trước tiên lấy cho ngươi một ngàn khối tiền. Còn chưa chờ Mã Cường mẫu thân mở miệng, cha hắn liền vượt lên trước mở miệng khiển trách. Cha mẹ, lần này ta nếu là xong không có thành tựu, đời này cũng không tiếp tục nghĩ ca hát sự tình. Mã Cường tại nghe được cha mình phát biểu sau, trong hốc mắt hồng nhuận lúc này không người hướng về phía phụ mẫu trịnh trọng cam kết. Nếu là so thua, liền nhanh chóng kết hôn sinh con xong ra ngoài đi làm. Mã cường phụ thân đem rút một nửa thuốc lá hút tẩu dập tắt cất vào trong túi. Sau đó liền trở về nhà chính lấy tiền. Tấu chương xong. Chương 196, quy tắc tranh tài trực tiếp bắt chước cơ hảo âm thanh. Ngày thứ hai. Cùng với đi tới gần biển nhất tuyển hiện trường vé xe sau. Liền thu thập xong hành lý. Tại phụ mẫu tha thiết trong ánh mắt ngồi trong thông vẻn vẹn có xe lam chạy tới nhà ga cưỡi một ngày xe lửa sau mã cường xuống xe liền đã đến tổ chương trình thông báo địa điểm đến tổ chương trình hải tuyển hiện trường lúc lúc này hắn mới phát hiện hiện trường đại bộ phận tuyển thủ đều cùng hắn đồng dạng cũng là mặt một mạc thông qua điện thoại tuyển bạc sau mới có thể dựa vào tổ chương trình cung cấp trợ giúp đi tới hải tuyển hiện trường tiến hành tranh tài giải mộng offline hải tuyển tranh tài sắp bắt đầu thỉnh các vị tuyển thủ đến chỗ ký tên tụ tập xếp hàng tiến hành tranh tài ngay tại Mã Cường dò xét cảnh vật chung quanh lúc, nhân viên công tác âm thanh thông qua am ly, truyền triệt để toàn bộ hải tuyển hiện trường. Tại nhân viên công tác dẫn đạo phía dưới. Tất cả tuyển thủ cấp tốc tại chỗ ký tên xếp hàng tụ tập. Đánh dấu ghi danh xong thân phận tin tức sau. Theo thứ tự leo lên sân khấu tiến hành biểu diễn. Ban giám khảo lão sư tốt, ta là một tên đến từ Giang Hải thị lang thang ca sĩ, ta gọi Khổng Hằng Huy, kế tiếp ta muốn biểu diễn ca khúc là giả khúc. Tên thứ nhất tuyển thủ leo lên sân khấu sau, hướng về phía ban giám khảo cùng với trực tiếp ống kính tự giới thiệu mình. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Một cái ban giám khảo gật đầu nói. Tô Triệt vì truy cầu tranh tài tính chuyên nghiệp. Ngoại trừ hiện trường tranh tài mời đại lượng lâu năm ca sĩ đảm nhiệm ban giám khảo. Liền hải tuyển hiện trường ban giám khảo. Cũng là mời tới các đại nổi danh âm nhạc viện giáo giáo sư. Tốt, phiền phức âm hưởng lão sư giúp ta phóng nhất hạ giả khúc nhạc đệm. Khổng Hằng Huy quay người hướng về phía âm hưởng lão sư không người thăm hỏi. Theo giả khúc nhạc đệm vang lên hắn cũng đi theo mở miệng biểu diễn. Xem như một cái lang thang ca sĩ. Khổng Hằng Huy cũng là có chút điểm thiên phú và bản lĩnh. Hát xong giả khúc sau đó. Dưới đài ban giám khảo cùng nhau hài lòng gật đầu. Cuối cùng toàn bộ phiếu thông qua đệ nhất luân hải tuyển. Cảm tạ ban giám khảo lão sư. Khổng Hằng Huy vội vàng cúi đầu cảm kích nói. Tuy nói chỉ là hải tuyển tấn cấp. Tương lai còn có mấy vòng đấu. Nhưng mỗi tấn cấp một vòng. Liền mang ý nghĩa hắn khoảng cách ca sĩ mộng tưởng cũng liền càng gần một bước ban giám khảo lão sư tốt, ta là số 2 tuyển thủ. Ta dự thi khúc một là giả khúc. Ngay sau đó tên thứ hai tuyển thủ cũng theo sát lấy ra sân. Giả khúc nhạc đệm lại lần nữa tại hiện trường vang lên. Vị thứ hai ca sĩ thuộc về nghiệp dư trình độ. Biểu diễn giả khúc cũng không nhận được ban giám khảo tán thành. Cuối cùng thảm tao đào thải. Ban giám khảo lão sư tốt, ta là số 3 tuyển thủ. Ta dự thi khúc một là giả khúc. Ban giám khảo lão sư tốt, ta là số 4 tuyển thủ ta dự thi khúc mục là giả khúc theo phía sau tuyển thủ lần lượt đăng tràn giả khúc nhạc đệm liền không có dừng lại qua đây cũng không phải bọn hắn vì gây nên tô triệt chú ý mà là tại hiện nay trong giới âm nhạc ngoại trừ tô triệt ca khúc các ca sĩ ca khúc căn bản không lấy ra được những tuyển thủ khác biểu diễn tô triệt thành danh khúc giả khúc nếu là có ca sĩ biểu diễn khác ca khúc đây không phải tự tìm lấy bị đào thải đi tại tô triệt cái này bài giả khúc trước mặt liền xem như trước kia bài hát cũ cũng thiếu mấy phần sức cạnh tranh. Nguyên nhân chính là như thế. Tại trong đến đây tham gia chọn tuyển thủ. Có gần tới chín thành ca sĩ toàn bộ biểu diễn giả khúc. Mã Cường cũng là dựa vào bài hát này thành công tấn cấp hải tuyển. Còn lại một thành ca sĩ biểu diễn cũng là tô triệt khác ca khúc. Tối thu hút sự chú ý của người khác chính là. Tại trong tuyển thủ dự thi. Còn có một cái hoa trần ngữ phan hâm mộ trà trộn đi vào. Ra sân liền biểu diễn bệnh. Kết quả còn chưa ca hát xong, liền bị hiện trường ban giám khảo cho trực tiếp đào thải. Trực tiếp ra người xem nghe tuần hoàng vang lên giả khúc nhạc đệm, toàn bộ đều cười rách ra. Chết cười ta, ta xem nhiều âm như vậy tổng tuyển tú, vẫn là lần đầu gặp tuyển thủ dự thi hát cùng một bài hát. Muốn ta nói cái này tống nghệ tên cứ gọi giả khúc luyện tập sinh tính toán, cười khóc. Vị kia hát bệnh tuyển thủ, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ta nghe xong gần tới 2 năm giả khúc, hôm nay đều nhanh đem ta cho nghe nôn. Đại gia mở màn liền vung ra vương tạc, ai sẽ dùng thiêu hỏa côn A. Đối với ban giám khảo tới nói. Đám tuyển thủ biểu diễn đồng dạng khúc mục. Bọn hắn đánh giá cũng càng ngày càng công chính. Dù sao sẽ không bởi vì loại nhạc khúc, loại hình chờ những thứ này khác biệt nguyên tố mà làm ra gây nên tranh cãi đánh giá kết quả. Bây giờ tất cả mọi người biểu diễn giả dạ khúc. So chính là cơ sở ngón giọng cùng âm sắc. Đối với bọn hắn những thứ này dạy học nhiều năm âm nhạc giáo thụ tới nói. Bình phán những vật này cực kỳ đơn giản. Bởi vì tuyển thủ dự thi đông đảo, dẫn đến tranh tài ước chừng tiến hành một ngày. Từ trên buổi trưa một mực so đến 8 giờ tối. Cuối cùng tại ban giám khảo khắc nghiệt chọn lựa phía dưới. Thông qua trận đầu hải tuyển. Tuyển ra 10 vị có thực lực tuyển thủ. Tại đón lấy trong 20 ngày. Phân bố tại 10 cái thành thị hải tuyển hiện trường. Lần lượt hoàn thành hải tuyển. Cuối cùng tuyển ra 100 tên tuyển thủ. Đi tới mang quả đài hiện trường tiến hành đấu vòng loại. Tại đấu vòng loại lúc bắt đầu. Nguyên bản Tô Triệt dự định tự mình đảm nhiệm hiện trường ban giám khảo. Nhưng mà cân nhắc đến tranh tài công bằng. Không thể làm gì khác hơn là để cho Lâm Triết cùng mặt khác ba tên lời nói giới âm nhạc lâu năm ca sĩ đảm nhiệm ban giám khảo. Nếu như nếu là hắn tự thân lên tràng đảm nhiệm ban giám khảo lời nói. Đoán chừng từ đấu vòng loại đến trận chung kết. Giả dạ khúc nhạc đệm sẽ ở mang quả đài trực tiếp hiện trường tuần hoàn phát ra. Mà tại phương diện chế độ thi đấu. Tô Triệt nhưng là đảm nhiệm nhiều việc. Tham khảo ở kiếp trước hảo thanh âm ca khúc tranh tài đầu tiên là để cho bốn vị ban giám khảo chọn lựa chính mình vừa ý ca sĩ tạo thành chiến đội. Sau đó lại tiến hành chiến đội tranh tài. Đã như thế, vừa có thể bảo trì tranh tài trật tự cùng lưu loát, cũng có thể tăng thêm tranh tài bản thân xem chút. Tại trong ấn tượng của Tô Triệt, Hảo Thanh Âm nếu như không có những cái kia tư bản thao tác tấm màn đen, cùng với con ưng kia ác tâm thao tác, tuyệt đối có thể trở thành tinh quan tú loại kia trường thịnh không suy tuyển tú tống nghệ. Chỉ bằng mượn những cái kia đến từ các nơi trên thế giới tuyển thủ đều có thể vì người xem mang đến hoàn toàn khác biệt âm nhạc thể nghiệm lại thêm phía trước hai kỳ cái kia bắn nổ danh tiếng cho dù là sau này tiết mục tiêu chuẩn lần nữa cũng không đến nỗi luôn lạc tới tình cảnh ngưng phát hình trần hán sơn khi biết tô triệt nói lên chế độ thi đấu kế hoạch sau trong nháy mắt cảm giác hai mắt tỏa sáng loại này hoàn toàn mới tranh tài phương thức hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nếu như tô triệt không phải nghệ nhân chỉ bằng tô triệt có thể nghĩ ra đặc sắc như vậy chế độ thi đấu vô luận ra bao nhiêu tiền. Hắn đều sẽ đem tô triệt đào được dưới tay mình. Vì tốt hơn chế tạo cái này đương âm nhạc tuyển tú. Đem tô triệt nói lên chế độ thi đấu ý nghĩ hoàn thiện áp dụng đi ra. Trần Hán Sơn trực tiếp mời hắn đảm nhiệm tiếp mục phó đạo diễn. Toàn quyền trưởng khống tranh tài tiến độ. Khi hải tuyển kết thúc 10 ngày sau. Thông cáo chọn 100 tên tuyển thủ cùng riêng phần mình thân bằng hảo hữu. Toàn bộ đến mang quả đài an bài khách sạn. Ở dưới sự chú ý của muôn người giải mộng trận đầu đấu vòng loại chính thức bắt đầu thi đấu. 8 giờ tối. Mang quả đài cùng với Internet Live ở giữa. Đồng thời mở ra hiện trường trực tiếp. Mọi người tốt, hoan nghênh xem cỡ lớn âm nhạc tuyển tú tống nghệ giải mộng, ta là người dẫn chương trình uy thiếu. Đóng lấy bên trong cho mời đạo diễn cùng với tống nghệ chủ người phụ trách tô triệt đăng tràng. Tại uy thiếu cái kia giống như miệng tách ra hoa sen, kinh người ngữ tóc bên trong. Trực tiếp ống kính cho đến ngồi ở thính phòng trên cùng tô triệt. Tô triệt đối mặt ống kính, đứng dậy vất tay lên tiếng chào. Gây nên hiện trường cùng với trực tiếp ra người xem một hồi reo hò. Sau đó ống kính lại lần nữa cho đến sân khấu. Kế tiếp cho mời ban giám khảo Lâm Triết, sau mùng 1. Bốn vị ban giám khảo ra trận. Theo y thiếu tiếng nói rơi xuống. Ghế giám khảo chung quanh đột nhiên phun ra bốn đạo sân khấu sương mù. Ghế giám khảo bên trên chỗ ngồi cũng theo đó chuyển động. Ngồi ở trên ghế giám khảo bốn vị ban giám khảo xoay người qua. nhau nhau đối mặt ống kính chào hỏi. Khán giả khi nhìn đến ban giám khảo phương thức ra sân sau, trong mắt cùng nhau hiện ra một vòng mới lạ hiện ra ý. Cơ nờ, mang quả đài lần này cử hành tống nghệ mở màn thật có ý tứ. Người chủ trì kia cũng quá trêu chọc, có phải là hắn hay không nói chuyện đúng hạn dài kế phí, ngữ tốc đã vậy còn quá nhanh. Không có nghe người chủ trì nói đi, cái này đương tống nghệ đạo diễn là tô triệt, liền lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ tại trong tiết mục cho chúng ta làm trò. Không nói những cái khác, liền cái này ban giám khảo cái ghế nhìn qua đều phải so với những thứ khác tuyển tú tiếp mục có ý tứ. Tại khán giả ngờ tới thời điểm, Quy Thiếu lên tiếng lần nữa giới thiệu quy tắc tranh tài. Tại so đấu trước khi bắt đầu, trước tiên từ ta vì mọi người giới thiệu một chút hoàn toàn mới tuyển tú quy tắc. Tại tuyển thủ biểu diễn quá trình bên trong, mỗi vị ban giám khảo trước tiên đưa lưng về phía sân khấu, thông qua lắng nghe đám tuyển thủ tiếng ca, tới làm ra bản thân lựa chọn. Chuyển động cái ghế liền đại biểu đồng ý, không chuyển liền đại biểu cự tuyệt. Chuyển động cái ghế ban giám khảo, có thể đem nên tuyển thủ chiêu tiến chính mình chiến đội, trở thành học viên của mình. Mỗi vị ban giám khảo chỉ có thể chiêu 10 tên học viên, nếu như đấu vòng loại sau khi kết thúc có ban giám khảo chiến đội học viên số lượng không đủ 10 tên, bị đào thải tuyển thủ đem tiến vào phục sinh thi đấu. Nếu như nhiều tên ban giám khảo vì một cái tuyển thủ quay người, sẽ bắt đầu cướp người khâu. Chờ tất cả giám khảo chọn lựa xong tuyển thủ sau đó, đấu vòng loại giai đoạn kết thúc. Tại sau này chiến đội trong cuộc so tài, mỗi vị ban giám khảo sẽ phụ trách vì riêng phần mình đội viên tiến hành tuyển ca cùng cải biên. Khi tất cả người xem nghe xong uy thiếu quy tắc sau khi giới thiệu, trong lòng đối với cái này đương tống nghệ cũng là càng ngày càng mới lạ. Quả nhiên là hoàn toàn mới âm nhạc tuyển tú mô thức, ta nghe đều không nghe qua. 666, nhìn nhiều năm như vậy tống nghệ, vẫn là lần đầu nhìn thấy ban giám khảo ở giữa cần cạnh tranh. Liền cái này ban giám khảo quay người nghe cũng rất có ý tứ. Đã như thế, ban giám khảo cũng không cách nào căn cứ vào tuyển thủ tướng mạo mà làm ra lựa chọn, chân chân chính chính so thực lực ban giám khảo thế nào có thể không có sớm nhìn qua tuyển thủ dự thi tư liệu nói không chính xác đây chính là sớm an bài tốt kịch bản dù sao cũng là âm nhạc tuyển tú tống nghệ hiểu đều hiểu đầu chó trên lầu là muốn chết cười ta sao có thể thấy được ngươi hiểu rất rõ quốc nội tống nghệ nhưng mà ta dám đoán chắc ngươi tuyệt đối không hiểu rõ tô triệt tô triệt làm khách quý đều không cần kịch bản chớ nói chi là làm đạo diễn không phải ta không tin tô triệt mà là ta không tin quốc nội âm tổng tại khán giả trong tiếng nghị luận tranh tài chính thức bắt đầu vị thứ nhất tuyển thủ lên đài phía trước. Bốn tên ban giám khảo cái ghế cùng nhau chuyển động, quay lưng sân khấu. Thẳng đến bốn vị ban giám khảo góc nhìn không nhìn thấy sân khấu sau. Vị thứ nhất tuyển thủ lúc này mới đăng tràng. Khi vị thứ nhất tuyển thủ bắt đầu biểu diễn lúc. Bốn vị ban giám khảo nghe tuyển thủ âm thanh. Từng cái toàn bộ đều trở nên sắc mặt xoắn xuýt. Dựa theo tô triệt cho bọn hắn định ra quy tắc. Mỗi người chỉ có thể tuyển nhận 10 tên đội viên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. 100 tên tuyển thủ chỉ có 40 tên có thể từ đấu vòng loại tấn cấp. Mà đối với bọn hắn những thứ này ban giám khảo tới nói. Mỗi một cái danh ngạch cũng cực kỳ trân quý. Nếu như ngay từ đầu liền chiêu đầy đội viên. Sau này tại gặp phải vừa ý tuyển thủ. Liền không có tuyển nhận đối phương cơ hội. Cùng lúc đó. Hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trên nhiều hơn một cái phân cảnh hình ảnh. Hình ảnh trong màn ảnh là vị thứ nhất tuyển thủ thân bằng hảo hữu. Những người này nhìn xem trên sân khấu biểu diễn thân nhân lại nhìn một chút chậm chạp không có xoay người ban giám khảo. Toàn bộ đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Bây giờ ca khúc đã hát một nửa. Nếu như tại ca khúc kết thúc phía trước, không có một cái ban giám khảo quay người. Vậy bọn họ thân nhân cũng đem thảm tao đào thải. Không chỉ là những thứ này thân bằng hảo hữu. Hiện trường cùng với trực tiếp gian người xem. Cũng toàn bộ đều trở nên khẩn trương lên. Cũng không ít fan hâm mộ không ngừng đánh chữ. Thúc giục ban giám khảo quay người. Liền trên sân khấu biểu diễn tuyển thủ vì vượt qua khẩn trương trong lòng. Càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại. Dùng hết toàn thân tất cả sức lực. Đi biểu diễn mình chọn khúc mục. Phanh. Liền tại đây loại khẩn trương trong không khí. Lâm Triết khi nghe đến tên này tuyển thủ biểu diễn điệp khúc sau. Trên mặt thần sắc do dự trong nháy mắt tiêu thất. Không chút do dự bóp lại xoay người cái nút. Đang băng khô trong sương mù. Lâm Triết cái ghế chậm rãi chuyển động tới. Mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về phía tuyển thủ gật đầu cổ vũ tại tổ chương trình hậu trường. Tên thứ nhất tuyển thủ thân bằng hảo hữu nhìn thấy Lâm Triết quay người sau đó. Tâm tình kích động trong nháy mắt tách ra khẩn trương trong lòng. Kịch liệt như thế cảm xúc biến hóa. Làm bọn hắn nhịn không được lưu lại nước mắt. Tấn cấp. Dựa theo quy tắc tranh tài. Tuyển thủ dự thi chỉ cần bị bất luận cái gì một cái ban giám khảo chọn chúng. liền đại biểu cho thành công tấn cấp. Phanh. 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 liền tại bọn hắn ôm lẫn nhau reo hò chúc mừng lúc ghế giám khảo lại lần nữa phun ra ba cổ băng khô sương mù tại trong bọn hắn ánh mắt khiếp sợ mặt khác ba tên ban giám khảo cũng theo sát chuyển thân bốn vị ban giám khảo đồng thời quay người thấy cảnh này tuyển thủ thân bằng hảo hữu càng là sao không chịu nổi kích động trong lòng đối mặt trực tiếp ống kính trực tiếp nhảy tranh tài hiện trường lâm triết nhìn xem xoay người lại ba vị lão hữu trên mặt không khỏi lộ ra lướt qua một cái nụ cười bất đắc dĩ đây mới là tên thứ nhất tuyển thủ ba vị lão hữu liền định muốn cùng hắn tranh học viên A. Trực tiếp ra người xem khi nhìn đến một màn này sau, cũng là trong nháy mắt sôi trào. Cơ à, cái này vừa mới mở màn, bốn vị ban giám khảo liền cùng lúc quay người. Dựa theo quy tắc tranh tài, đợi đến tuyển thủ biểu diễn sau khi kết thúc, bốn vị ban giám khảo có phải hay không muốn bắt đầu tranh học viên? Kế tiếp để chúng ta kính xin đợi bốn vị ban giám khảo biểu diễn. Sự thật chứng minh, vẫn là tên này tuyển thủ ngưu bức, có thể để cho bốn vị ban giám khảo đồng thời quay người. Ta vốn cho là tuyển thủ chọn ban giám khảo chính là ý tứ một chút, không nghĩ tới tổ chương trình đùa thật. Tại tất cả người xem trong chờ mong. Vị thứ nhất tuyển thủ biểu diễn kết thúc. Ngậm lấy kích động nước mắt đối với ban giám khảo cùng người xem cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Không nghĩ tới vị thứ nhất tuyển thủ biểu diễn đặc sắc như vậy, vậy mà để cho bốn vị ban giám khảo toàn bộ vì đó quay người. Kế tiếp cho mời bốn vị ban giám khảo từ trái sang phải lần lượt lên tiếng, xem ai có thể đem nên tuyển thủ kéo vào chính mình chiến đội. Tại trong uy thiếu chủ trì hiện trường người xem ánh mắt cùng với trực tiếp ống kính. Cùng nhau nhắm ngay ngồi ở bên trái vị thứ nhất Lâm Triết. Đều muốn xem Lâm Triết dự định như thế nào lôi kéo tên này tuyển thủ. Tấu chương xong. Chương 197, Tô Triệt ngươi thân là đạo diễn làm sao còn quay người. Nghe ngươi ca hát để cho ta cảm giác thật thoải mái, đây cũng chính là ta vì ngươi xoay người nguyên nhân. Vừa vặn ta năm nay dự định tổ chức tái xuất tuần diễn, đại khái muốn tổ chức 32 biển điển ca nhạc hội. Nếu như ngươi gia nhập vào ta chiến đội, Ta sẽ dẫn lấy ngươi đi khắp cả nước. Tại vô số người xem trong chờ mong, Lâm Triết hướng về phía trên sân khấu tuyển thủ hứa hẹn. Làm khán giả nhóm nghe được Lâm Triết vì cướp tuyển thủ mà hứa hẹn điều kiện sau, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Ta tào, ban giám khảo còn có thể dùng loại phương pháp này cướp người. Đi khắp cả nước. Đây là dự định mang theo tuyển thủ tham gia 32 điển điển ca nhạc hội. Ta nếu là sớm biết tuyển thủ dự thi có đãi ngộ như vậy, đã sớm báo danh dự thi. Liền một vòng này tuần diễn xuống, tuyển thủ tuyệt đối có thể thu lấy được đại lượng fan hâm mộ. Một cái quá khí minh tinh mà thôi, liền xem như mở cả nước tuần diễn, đoán chừng cũng không có bao nhiêu fan hâm mộ cổ động. Xem xét trên lầu niên linh liền không vượt qua được 15 tuổi, 15 năm trước lâm lão sư hỏa hoạn thời điểm ngươi còn không có xuất sinh đâu. Lâm lão sư bắt đầu diễn xướng hội, nhưng khí đoán chừng không thể so với những cái kia tiểu thịt tươi fan hâm mộ thiếu. Ban giám khảo hứa hẹn chỗ tốt tranh đoạt tuyển thủ, cái này tống nghệ nhìn thật có ý tứ. Không hổ là tô đạo. Cái này chỉnh hỏa cũng quá lớn. Ngay tại tất cả người xem vì Lâm Triết lời hứa mà cảm thấy chấn kinh lúc. Trên đài tuyển thủ thần sắc khẽ động. Hắn vạn lần không ngờ. Lâm Triết vậy mà lại hứa hẹn mang theo hắn tham gia 32 biển điển ca nhạc hội. Chỉ cần hắn bây giờ đáp ứng gia nhập vào Lâm Triết chiến đội. Liền xem như không cách nào ở trong trận đấu lấy thật tốt thành tích. Hắn cũng có thể mượn tham gia Lâm Triết cả nước buổi biểu diễn lưu động cơ hội. Thu hoạch lớn lượng danh khí. Đối với hắn về sau tại giới âm nhạc phát triển có chỗ tốt cực lớn. Lão Lâm, ngươi làm như vậy nhưng là không chân chính. Ngay tại tuyển thủ muốn đáp ứng Lâm Triết lúc, một bên sau mùng một đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn cũng là thế hệ trước đỉnh lưu âm nhạc người, cùng Lâm Triết thuộc về một thời đại. Hiện nay cũng là một nhà giải trí truyền thông công ty âm nhạc tổng thanh tra. Cái gì gọi là không chân chính, ngươi nếu là muốn cướp tên này tuyển thủ, cũng có thể tổ chức cả nước tái xuất tuần diễn a. Lâm Triết không thèm để ý chút nào đáp lại nói hai người là bạn tốt nhiều năm vô luận là tại trong tiết mục vẫn là tự mình trong sinh hoạt nói chuyện từ trước đến nay đều cực kỳ tùy ý chỉ cần ngươi có thể gia nhập chiến đội ta sau này tranh tài ca khúc không cần bất luận cái gì cải điên toàn bộ từ ta tự mình bản gốc sao mùng một ngược lại hướng về phía trên sân khấu tuyển thủ hứa hẹn khi hắn vừa nói xong sao khán giả trong nháy mắt liền sôi trào sao mùng một xem như thời đại hoàng kim đỉnh lưu ca sĩ kỳ âm nhạc bản lĩnh cùng sáng tác năng lực tự nhiên viễn siêu khác ca sĩ kể từ lui khỏi vị trí phía sau màn từ ca sĩ chuyển thành âm nhạc tổng thanh tra sau đó liền đem thể xác tinh thần toàn bộ đầu nhập vào ca khúc sáng tác ở trong trở thành nổi danh ca khúc chế tác người chế tác ca sĩ tìm hắn sáng tác bài hát phí tổn thường thường cũng là trăm vạn cất bước hiện nay sau mùng một vì đem tuyển thủ dự thi chiêu nhập chính mình dưới trướng chủ động hứa hẹn sau này vì đó miễn phí sáng tác ca khúc điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ cần tên này tuyển thủ mỗi tấn cấp một vòng đấu liền có thể thu được sau mùng một sáng tác một bài hát mới dựa theo sau mùng một thu phí sáng tác tiêu chuẩn tới tính toán cũng chính là mỗi tấn cấp một vòng thì tương đương với thu được trăm vạn tiền thưởng phong phú như vậy ban thưởng so với lâm triết buổi hòa nhạc mời còn muốn hậu đãi vị thứ nhất tuyển thủ nguyên bản còn muốn gia nhập vào lâm triết chiến đội nhưng mà khi nghe đến sau mùng một lời hứa sau trong nháy mắt liền lâm vào chần chờ sau đó ngoại trừ lâm triết cùng sau mùng một hai gã khác ban giám khảo cũng nhao nhao cấp ra phong phú hứa hẹn nhìn nàng vạn người xem lớn chịu chấn kinh bọn hắn căn bản nghĩ không ra âm nhạc tuyển tú tống nghệ lại còn có thế chụp như vậy đến nỗi phía sau tuyển thủ dự thi lúc này ánh mắt bên trong toàn bộ tràn đầy kích động cùng hưng phấn bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tại trong tổ chương trình chế định quy tắc những thứ này ban giám khảo vậy mà như thế hào phóng chỉ cần bọn hắn có thể có được trong đó một tên ban giám khảo xem trọng bằng vào cái tiết mục này trực tiếp xuất đạo tuyệt đối không là vấn đề. Bây giờ bốn tên ban giám khảo đều trải qua nên ra hứa hẹn, thỉnh tuyển thủ dự thi mau chóng làm ra lựa chọn. Tại người chủ trì uy thiếu dưới sự thúc giục, tuyển thủ do dự mãi. Cuối cùng lựa chọn sao mùng 1. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tham gia giải mộng tống nghệ mục đích cuối cùng nhất. Chính là muốn xông vào trận chung kết trước 10. Cùng tô triệt phòng làm việc ký kết. Nếu như tại so đấu trong lúc đó. Sao mùng 1 có thể vì hắn sáng tác ca khúc sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm hắn tấn cấp xác suất. Nói trở lại, hắn liền xem như vào không được 10 hạng đầu. Cũng có thể thông qua biểu diễn cái này sau mùng 1 vì hắn sáng tác ca khúc. Tại giới âm nhạc kiếm ra một phen thành tựu. Chúc mừng mùng 1 ban giám khảo thu được một cái thực lực mạnh mẽ học viên. Vi thiếu tuyên bố kết quả tranh tài sau. Tên thứ nhất tuyển thủ dự thi lúc này mới rời đi sân khấu. Đợi đến bốn vị ban giám khảo lại lần nữa quay trở lại cái ghế. Vị thứ hai tuyển thủ kích động lên đài biểu diễn chỉ có điều. Thẳng đến vị thứ hai tuyển thủ hát xong cả thủ ca khúc sau. Bốn vị ban giám khảo không có một cái lựa chọn quay người. Cuối cùng bị đào thải. Bốn vị ban giám khảo sở dĩ sẽ hướng vị thứ nhất tuyển thủ hứa hẹn. Ngược lại không phải bởi vì trang bức biểu hiện thực lực của mình. Lấy bọn hắn hành nghề mấy chục năm kinh nghiệm phán đoán. Vị thứ nhất tuyển thủ dự thi vô luận là thiên phú hay là thực lực. Toàn bộ đều có trở thành đỉnh lưu ca sĩ tiềm chất. Nếu như có thể đem hắn chiêu nhập chiến đội. Hắn chiến đội cũng có rất lớn cơ hội cuối cùng đoạt được quán quân. Cho nên mới sẽ đại lực lôi kéo. Mà vị thứ hai tuyển thủ dự thi bởi vì âm nhạc trình độ quá kém, cho nên mới sẽ bị đào thải. Dù sao, mỗi vị ban giám khảo chiến đội chỗ ngồi chỉ có 10 cái danh ngạch. Thực lực mạnh đều chọn không qua tới. Như thế nào lại tuyển chọn thực lực yếu tuyển thủ? Đằng sau những cái kia còn huyễn tưởng mình bị ban giám khảo tranh đoạt. Từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong tuyển thủ dự thi khi nhìn đến vị thứ hai tuyển thủ bị đào thải sau, giống như bị phá một chậu nước lạnh giống như. Trong nháy mắt từ trong tưởng tượng thanh tỉnh lại. Lúc này mới ý thức được tranh tài tàn khốc. Tại sau này trong trận đấu, không ngừng có tuyển thủ bị đào thải. Những cái kia lên cấp tuyển thủ cũng đều là cái chăn cái ban giám khảo nhìn trúng. Giống vị thứ nhất tuyển thủ dự thi như thế đồng thời bị bốn vị ban giám khảo tranh đoạt tình huống. Tại cả đêm trong trận đấu, cũng không có xuất hiện lần nữa qua. Sau hai tiếng rưỡi, Giải mộng trận đấu thứ nhất kết thúc. 20 tên tuyển thủ cuối cùng chỉ có 6 vị tuyển thủ bị ban giám khảo chọn trúng thành công tấn cấp. Còn lại 12 tên tuyển thủ thảm tao đào thải. Dựa theo quy tắc tranh tài, bên trong những tại đấu vòng loại này bị đào thải tuyển thủ có thể tự chủ lựa chọn báo danh tham gia sau này phục sinh thi đấu. Cũng tương tự có cơ hội tấn cấp. Tất cả bị đào thải tuyển thủ không có người nào do dự. Toàn bộ báo danh sau này phục sinh thi đấu. Mặc dù phục sinh cuộc so tài cạnh tranh càng lớn, nhưng mà đối với những thứ này yêu quý âm nhạc tuyển thủ tới nói, cho dù là có một cơ hội, đều phải vì mộng tưởng cố gắng. Cùng lúc đó, trực tiếp đóng lại sau, trực tiếp ra người xem cũng không có nhìn qua nghiện, lại bắt đầu lên mạng ra tìm highlight. Giải mộng tống nghệ bởi vì đặc biệt chế độ thi đấu, lại thêm tổ chương trình khi trước tuyên truyền, làm giải mộng bài tràn đấu vòng loại sau khi kết thúc, vẹn vẹn trong vòng một đêm, liền bốc lửa mạng lưới đủ loại cùng giải mộng tương quan chủ đề. Ở trên Internet tầng tầng lớp lớp, giải mộng bài tràng đấu vòng loại đạt được thành công lớn, có thủ dân mạng khen ngợi. Giải mộng đấu vòng loại tuyển thủ ca hát tuyển tập. Sử thượng công bình nhất tuyển tú tống nghệ, tuyển thủ vậy mà có thể chọn lựa ban giám khảo. Làm một chuyến đi một nhóm, đạo diễn tống nghệ cũng có thể chơi ra hoa sống, đây chính là tô triệt. Mà tại những này chủ đề phía dưới. Nhưng là đám dân mạng đối với tranh tài nghị luận. Hoặc chính là thảo luận vị nào tuyển thủ ca hát lợi hại hoặc chính là vì một vị nào đó tuyển thủ bị đào thải cảm thấy đáng tiếc. Trừ cái đó ra, chính là đối với giải mộng mới mẻ độc đáo chế độ thi đấu mà cảm thấy kinh diễm. Trong thời gian kế tiếp, theo giải mộng đấu vòng loại lần lượt tiến lên, cũng nhận càng ngày càng nhiều người chú mục. Trên Internet liên quan tới giải mộng chủ đề, khắp nơi có thể thấy được, tại ngắn ngủi trong thời gian một tháng, tương quan thiếp mời số lượng liền vượt qua trăm vạn. Tham dự thảo luận dân mạng số lượng càng là phá ức tục ngữ nói người đỏ thị phi nhiều. Tiếp mục đỏ lên cũng là như thế. Theo chú ý giải mộng dân mạng càng ngày càng nhiều. Bình luận cũng từ lúc mới bắt đầu nghiêng về một bên khen ngợi. Dần dần đã biến thành tốt xấu nửa nọ nửa kia. Bất quá. Những thứ này tiêu cực bình luận. Tuyệt đại đa số đều là bởi vì có chút dân mạng nhìn thấy mình thích tuyển thủ bị đào thải. Từ đó phát bài viết phun ban giám khảo ánh mắt và tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn. Nhìn chung tất cả tiêu cực thiết mời không có bất kỳ cái gì một cái thiệp hoài nghi giải mộng tính công bình. Mà quả xoài đài cũng là trực tiếp kiếm lời lật. Mới đầu còn cần quả xoài thương nhân Đài Loan vụ một hồi tiếp lấy một trận kéo tài trợ. Sau đi tới trực tiếp ra người xem số lượng đột phá 5.000 vạn sau. Các đại nhãn hiệu thương quơ tiền mặt. Cầu quả xoài thương nhân Đài Loan vụ ký tài trợ hợp đồng. Đến mức. Hiện nay đấu vòng loại đều không có kết thúc. Trận chung kết nhà tài trợ liền đã toàn bộ nói xong. Một tháng sau. Giải mộng đệ ngũ ban đầu thi đấu bắt đầu. Đồng dạng cũng là kỳ cuối cùng đấu vòng loại. Ở phía trước bốn kỳ trong trận đấu, 80 vị tuyển thủ dự thi bị đào thải 49 vị. Chỉ có 31 vị tuyển thủ bị đạo sư chọn trúng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Kỳ cuối cùng 20 vị tuyển thủ dự thi đem cạnh tranh còn lại chín cái học viên ghế. Nếu như lại đào ra đấu vòng loại dự lưu danh ngạch, kỳ cuối cùng đấu vòng loại tối đa cũng cũng chỉ có năm cái danh ngạch. 20 người tranh đoạt năm cái danh ngạch. Ước chừng 3 phần 4 tỷ lệ đào thải cuối cùng một trận tuyển thủ dự thi gọi là một cái khẩn trương. Mà bốn vị ban giám khảo cũng biết cuối cùng một hồi đấu vòng loại chỉ còn lại 5 cái danh ngạch. Cho nên đang chọn học viên lúc. Tầm mắt cũng dần dần trở nên so trước đó bắt bẻ. Trận thứ 5 đấu vòng loại ngay từ đầu. Vị trí thứ 5 tuyển thủ liền liên tiếp bị đào thải. Hẳn đến đứng hàng vị thứ sáu tuyển thủ Mã Cường đang tràn sau. Mới trở thành bổn tràn tranh tài thủ vị lên cấp tuyển thủ. Kế tiếp trong trận đấu. Tuyển thủ dự thi lần lượt tấn cấp những cái kia bị đào thải tuyển thủ tuy nói thực lực không tốt nhưng cuối cùng cũng thu được ban giám khảo cổ vũ cùng tán thưởng thẳng đến người thứ 18 tuyển thủ lên đài biểu diễn cái kia con vịt tiếng nói một dạng thanh âm chói tai thông qua âm hưởng trong nháy mắt truyền khắp tranh tài hiện trường khi nghe đến đạo thanh âm này sau vô luận là hiện trường vẫn là trực tiếp gian người xem toàn bộ đều vỡ tổ cơ mờ đấu vòng loại đều nhanh kết thúc tổ chương trình lại còn chôn khỏa địa lôi ta liền buồn bực người này là thế nào thông qua chọn. Có sao nói vậy, 100 vị tuyển thủ trúng tuyển không ra thứ hai đếm ngược, nhưng mà ta bây giờ có thể tuyển ra thứ nhất đếm ngược. Người một nhà, đừng hát nữa. Vị này tuyển thủ ngươi như thế nào không hát dũng khí đâu. Nếu là loại thực lực này đều có thể leo lên giải mộng sân khấu, vậy ta cũng có thể lên. Ngoại trừ người xem. Bốn vị ban giám khảo lúc này cũng là cùng nhau nhíu chặt lông mày. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra loại trình độ này tuyển thủ là như thế nào từ hải tuyển lên cấp lấy bọn hắn hành nghề kinh nghiệm nhiều năm đến xem chỉ cần một câu nói liền có thể khái quát vị này tuyển thủ đó chính là ca hát chẳng phân biệt được cao trung đê âm hết thảy toàn bộ nhờ rống hầu đến một nửa còn phá âm nói một cách khác chính là ngũ âm không được đầy đủ khi bọn hắn khi nghe đến vị này tuyển thủ tiếng nói sau trong lòng không tự chủ được hiện ra một cái từ ngữ đó chính là lừa hí lúc này bọn hắn cũng rất muốn chuyển qua cái ghế xem trên sân khấu tuyển thủ là thế nào hát phàm là hơi tiếp xúc qua âm nhạc loại kiến thức chuyên nghiệp hay là có như vậy một chút xíu ca hát thiên phú cũng không đến nỗi chạy trốn thành dạng này a à. cùng lúc đó trên võ đài giữ lại đầu nấm mang theo tiểu viên kính mắt chu phương lợi ca hát thời điểm ánh mắt một mực nhìn lấy ghế giám khảo theo ca khúc tới gần hồi cuối hắn tâm cũng dần dần chìm đến đáy cốc trước đây hắn vì tham gia giải mộng ước chừng luyện tập hơn ngàn lần dạ khúc từ mỗi một cái âm phù bắt đầu tập luyện lúc này mới khắc phục chính mình ngủ âm không hoàn toàn tiếng nói có thể từ hải tuyển tấn cấp nhưng mà tại hải tuyển tấn cấp sau đó trắng chắc lịch đấu căn bản không đủ lấy để cho hắn lại đi luyện tập mới ca khúc đến mức đợi đến tranh tài tới gần hắn chỉ có thể dùng chính mình cái kia ngủ âm không hoàn toàn tiếng nói ở trên vũ đài vì chính mình âm nhạc chi mộng làm cuối cùng đánh cược chỉ có điều bây giờ ca khúc sắp hát xong cũng không có một cái ban giám khảo lựa chọn quay người liền hiện trường người xem đều nhíu chặt lông mày. Từ loại này tình hình đến xem. Rất rõ ràng. Hắn âm nhạc mộng tưởng kết thúc. Không chỉ là Chu Phương Lợi bản thân. Liền ban giám khảo cùng với tất cả người xem. Cũng đã chấp nhận Chu Phương Lợi bị đào thải sự thật. Nếu để cho loại trình độ này tuyển thủ tấn cấp. Chỉ sợ còn có thể bị dân mạng ngộ nhận là giải mộng có tấm màn đen. Phanh. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Chu Phương Lợi sắp bị đào thải lúc. Một đạo băng khô sương mù đột nhiên phun ra đám người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy ngồi ở phía sau cùng tô triệt trực tiếp bóp lại trên ghế ngồi cái nút khi mọi người nhìn thấy đây là tô triệt làm sao tất cả đều là một mặt mộng bức thậm chí liền trên sân khấu chu phương lợi lúc này cũng xuống ý thức đình chỉ biểu diễn không phải nói để cho ban giám khảo quay người lựa chọn riêng phần mình học viên đi đạo diễn quay người lại là cái quỷ gì đây là mấy cái ý tứ này có được coi là tấn cấp a trực tiếp ra người xem khi nhìn đến một màn này sau mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. nờ, đạo diễn còn có thể quay người tấm màn đen cái này vách tường là tấm màn đen vạn vạn không nghĩ tới a à, lớn nhất tấm màn đen lại là đạo diễn cười khóc liền đạo diễn đều xoay người tên này tuyển thủ có hay không có thể trực tiếp tấn cấp trận chung kết đầu chó ta vẫn lần đầu phát hiện tô triệt trên ghế vậy mà cũng có cái nút tại nghe xong tên này tuyển thủ biểu diễn sau ta tình nguyện tin tưởng là tô triệt không cẩn thận chạm đến thẳng đến ca khúc nhạc đệm kết thúc ánh đèn khôi phục bình thường sau hiện trường đám người lúc này mới phản ứng đi qua tô đạo ngài có phải hay không bỏ lỡ sờ cái nút huy thiếu một khuôn mặt nghi ngờ hướng về phía tô triệt dò hỏi ta là chuyên môn vì vị này tuyển thủ nhấn xuống cái nút tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong tô triệt chậm rãi mở miệng nói ra hắn xem như đạo diễn đương nhiên sẽ không dẫn đầu can thiệp tranh tài hắn sợ dĩ sẽ nhấn xuống cái nút cũng là bởi vì vị này tuyển thủ tiếng nói rất giống hắn kiếp trước cái nào đó nổi danh ban nhạc chủ sướng. Thậm chí làm Tô Triệt nghe được vị này tuyển thủ tiếng nói lúc. Trong đầu không khỏi hiện ra truy mộng trẻ sơ sinh tâm từ khúc. Tấu chương xong. Chương 198, cần gào thét hát ca khúc. Tô Đạo, ý của ngài là người thứ 18 tuyển thủ tấn cấp. Quy ích tại nghe được Tô Triệt sau khi trả lời, thần sắc trên mặt càng ngày càng nghi hoặc. Chỉ có ban giám khảo quay người, tuyển thủ mới xem như tấn cấp. Nhưng Tô Triệt thân là tiết mục đạo diễn, quyền hạn so với bốn vị ban giám khảo còn cao hơn nếu như tô triệt muốn để cho chu phương lợi tấn cấp cho dù là công khai diễn hắn người chủ trì này cũng muốn phối hợp chỉ có điều liền xem như tô triệt ủng hộ chu phương lợi tấn cấp cũng không có bất luận cái gì chiến đội sẽ thu lưu loại này ngũ âm không hoàn toàn tuyển thủ a ta quay người là bởi vì vị này tuyển thủ tiếng nói hắn có thể hay không tấn cấp chỉ có ban giám khảo nói mới tính tô triệt đi trước giải thích một câu sau đó ngược lại nhìn về phía trên sân khấu chu phương lợi người tiếng nói tương đối phù hợp ta mới sáng tác vài bài ca không biết ngươi có hứng thú hay không tại phục sinh thi đấu diễn ra hát ở kiếp trước hắn bởi vì một bài truy mộng trẻ sơ sinh tâm thích cùng người khác bất đồng gala dàn nhạc một đoạn thời gian trước hắn còn đem truy mộng trẻ sơ sinh tâm cùng cái này hai bài ca từ khúc viết ra chỉ có điều khi hắn thử nghiệm biểu diễn lúc lúc này mới ý thức được cho dù là hắn nắm giữ đỉnh cấp biểu diễn kỹ năng gia trì cũng không cách nào hát ra cái này hai bài ca lúc thử nghiệm biểu diễn cái này hai bài ca khúc mặc dù tô triệt phát âm toàn bộ không đúng tiêu chuẩn nhưng mà cũng hát không ra cái này hai bài ca vốn có cảm giác ca la dàn nhạc loại kia ngũ âm không được đầy đủ mà không chạy điều ngón giọng dựa vào giày mà không mất đi dễ nghe tiếng nói thật sự là quá đặc biệt ngũ âm không hoàn toàn người bắt chước bọn hắn sẽ trực tiếp chạy trốn mà ngón giọng tinh xảo ca sĩ nhưng lại bắt chước không đến vốn có cảm giác Tô Triệt Tại liên tiếp thử nghiệm biểu diễn mấy lần sau đó. Cũng không thể tìm được cảm giác. Lại thêm bởi vì một mực tìm không thấy thích hợp ca sĩ biểu diễn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này hai bài ca. Nhưng lệnh Tô Triệt không nghĩ tới. Tại giải mộng trên sân khấu. Vậy mà để cho hắn gặp cùng gala dàn nhạc sắp xỉ tiếng nói. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể đánh gãy tranh tài. Nhấn xuống chính mình xoay người cái nút. Dù sao. Loại này đặc biệt tiếng nói thật sự là quá khó được. Ta nguyện ý. Trên sân khấu Chu Phương Lợi khi nghe đến Tô Triệt lời nói sau, Không chút do dự, lúc này kích động đáp lại nói. Đây chính là Tô Triệt sáng tác ca khúc. Chỉ có xâm nhập trước khi tranh tài 10 tên tuyển thủ. Mới có thể thu được ban thưởng. Chu Phương Lợi tuyệt đối không ngờ rằng. Vẹn vẹn tại đấu vòng loại giai đoạn. Hắn liền được kiểu khen thưởng này. Khán giả khi nghe đến đối thoại của hai người sau. Mưa đạn triệt để nổ bể ra tới. Tấm màn đen. Đây tuyệt đối là tấm màn đen không nghĩ tới cả đương tống nghệ duy nhất tấm màn đen lại là đạo diễn. Cái này gọi là cái gì tấm màn đen, không thấy Tô Triệt đã tuyên bố Chu Phương Lợi bị đào thải sao? Tô Triệt còn nói muốn đích thân sáng tác bài hát để cho Chu Phương Lợi tại phục sinh thi đấu diễn ra hát, này rõ ràng chính là cưỡng ép bức bách ban giám khảo bán cho hắn mặt mũi, để cho Chu Phương Lợi tấn cấp A. Nhìn chung tất cả tuyển thủ dự thi, tùy ý chọn đi ra một cái đều so Chu Phương Lợi mạnh, như thế nào hết lần này tới lần khác Tô Triệt sẽ vì hắn sáng tác bài hát đoán chừng vị này tuyển thủ hẳn là nhà tài trợ hài tử, bằng không thì liền giọng nói này ngay cả hải tuyển đều không vượt qua nổi. Tô Triệt đây là đầu óc đốt đi a, à, liền vì nịnh bợ nhà tài trợ, công khai ở trong trận đấu gian lận. Chính là, nếu như thiếu khuyết tài trợ có thể mở ra quyên tiền chúng trù, chúng ta tuyệt đối ủng hộ, liền vì tài trợ trà đạp một đương thần cấp âm tổng, thật sự là thật là đáng tiếc. Không chỉ là người xem, liền bốn tên ban giám khảo lúc này nhìn về phía Tô Triệt trong ánh mắt cũng là lần thứ nhất xuất hiện hoài nghi và nghi kỵ ngoại trừ thu lấy nhà tài trợ chỗ tốt. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra Tô Triệt làm như thế nguyên nhân. Nghĩ đến chỗ này. Bốn vị ban giám khảo ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Bọn hắn sở dĩ xem trọng đồng thời ủng hộ Tô Triệt. Cũng là bởi vì Tô Triệt tại bẩn thiểu bên trong ngu trong vòng. Giống như là một đóa ra nước bùng mà bất nhiễm hoa sen. Không nghĩ tới cuối cùng cũng trở thành vốn liếng công cụ. Trận thứ 5 tranh tài số 18 tuyển thủ đào thải ra khỏi cục, kế tiếp cho mời số 19 tuyển thủ lên đài. Tại bày mưu tính kế Tô Triệt, Vi Thiếu tiếp tục chủ trì tiết mục. Tuy nói cuối cùng hai tên tuyển thủ thực lực cực mạnh. Biểu diễn cải biên khúc mục cực kỳ mới lạ. Hơn nữa hai người toàn bộ tấn cấp. Nhưng mà người xem lực chú ý tất cả đều bị Chu Phương Lợi hấp dẫn. Khi tất cả tuyển thủ toàn bộ lên đài biểu diễn về sau. Giải mộng đấu vòng loại chính thức kết thúc. Tổng cộng 36 vị tuyển thủ thành công tấn cấp. Bị đào thải 64 tên tuyển thủ sẽ tại phục sinh trong cuộc so tài. Cạnh tranh sau cùng bốn cái tấn cấp danh ngạch sau khi trực tiếp đóng lại, tô triệt đang phát sóng trực tiếp bên trong công nhiên thiên vị chu phương lợi hành vi tại nhắn mũi nửa tiếng bên trong, liền truyền khắp toàn bộ mạng lưới. trong đó còn có mấy cái tương quan chủ đề leo lên bảng hot nhất. chấn kinh, giải mộng đạo diễn tô triệt lại công khai gian lận. dự đoán, ngũ âm không được đầy đủ chu phương lợi sẽ tại phục sinh thi đấu tấn cấp. một đương phong thần âm tổng, cuối cùng hủy ở đạo diễn trong tay. theo chủ đề truyền bá, một chút không thể xem so tài trực tiếp dân mạng, cũng biết cái này chuyện. À, tôi triệt lại lại là loại người này cái này đương âm tổng thật sự là thật là đáng tiếc đấu vòng loại đều nhanh kết thúc vậy mà xuất hiện loại tình huống này không tính là tấm màng đen a à, dù sao chu phương lợi cuối cùng cũng đã đào thải liền hắn câu nói này thì tương đương với đang nhắc nhở ban giám khảo chiếu cố một chút a à, phục sinh thi đấu chắc chắn để cho hắn tấn cấp nói không chừng đây là tổ chương trình vì hấp dẫn người xem xem phục sinh thi đấu cố ý an bài kịch bản tiếp lấy nhìn xuống a à, nếu như giọng nói này có thể tại phục sinh trong cuộc so tài tấn cấp, đó chính là thật sự có tấm màn đen. Liền loại này tiếng nói, chỉ cần có thể tấn cấp tuyệt đối là tấm màn đen. Ngay tại tất cả dân mạng chủ đề nóng thời điểm, Lâm Triết cùng mặt khác ba vị ban giám khảo đang phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Cũng không có gấp gáp rời đi. Mà là đi tới tô triệt phòng làm việc tạm thời. Bốn vị lão sư thế nào còn chưa trở lại nghỉ ngơi, có muốn hay không ta tiễn đưa các ngươi. Tô triệt nhìn xem bốn vị ban giám khảo, một mặt tò mò hỏi. Tô Triệt, trận đấu này ban giám khảo chúng ta không muốn làm. Lâm Triết trước tiên mở miệng nói. Còn lại ba vị ban giám khảo cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Mới đầu bọn hắn cũng là bởi vì nghe xong Tô Triệt giảng thuật. Cam đoan tranh tài tuyệt đối công bằng. Cho nên mới đáp ứng Tô Triệt đảm nhiệm giải mộng ban giám khảo. Mục đích đúng là đơn thuần muốn vì hoa ngữ giới âm nhạc khai quật ra một chút ưu tú tiềm lực ca sĩ. Nhưng mà bọn hắn lại không có nghĩ đến. Tô Triệt vậy mà lại công khai làm việc thiên tư. Mấu chốt nhất là nếu như tô triệt muốn để cho chu phương lợi tấn cấp cũng chỉ có thể để cho bốn người bọn họ bên trong một người trong đó công nhiên nhường đem chu phương lợi kéo vào đội của mình đã như thế bọn hắn cũng sẽ cổng hát qua không chỉ biết hủy đi thanh danh của mình còn có thể dẫn tới dân mạng tiếng chửi rủa lấy đi qua tổng hợp cân nhắc phía dưới bốn người quyết định không còn đảm nhiệm giải mộng ban giám khảo bốn vị lão sư là vì chu phương lợi a tô triệt vừa cười vừa nói lâm triết bốn người cùng nhau gật đầu đợi đến phục sinh thi đấu sau khi bắt đầu, bốn vị lão sư chỉ cần cam đoan công bằng là được, nếu như Chu Phương Lợi biểu hiện không tốt, trực tiếp đào thải liền có thể. Tô Triệt hướng về phía Lâm Triết bốn người bảo đảm nói. Hắn sở dĩ lại trợ giúp Chu Phương Lợi. Một là vì để cho gala ban nhạc âm nhạc xuất hiện trên thế giới này. Hai là để chứng minh mỗi người đều phối nắm giữ âm nhạc mộng tưởng. Cho dù là ngũ âm không hoàn toàn người, cũng có thể cố gắng trở thành ca sĩ. Nếu như Chu Phương Lợi bắt không được cơ hội này, vậy chỉ có thể chứng minh hắn cùng âm nhạc mộng tưởng chú định không có duyên phận đây chính là ngươi nói a à, chúng ta đào thải chu phương lợi thời điểm ngươi cũng không có thể đánh gãy tranh tài lâm triết hướng về phía tô triệt nói lâm tiền bối cảm thấy ta giống cái loại người này sao huống chi tiền với ta mà nói chỉ là một con số tô triệt thần sắc lạnh nhạt đáp lại nói lâm triết bốn người khi nghe đến tô triệt lời nói sau lúc này mới phản ứng lại trước đó Tô Triệt nhưng cho tới bây giờ không có làm qua tạo thành ảnh hưởng trái chiều sự tình. Hơn nữa liền lấy năng lực của hắn. Chỉ cần Tô Triệt có thể ổn định bây giờ thiết lập nhân vật. Tiền thật là một con số. Tuyệt đối sẽ không vì nhà tài trợ hối lộ mà công nhiên gian lận. Thiệt hại danh dự của mình. Nhưng mà. Bọn hắn lại muốn không ra. Tô Triệt vì sao lại công khai biểu thị ủng hộ Chu Phương Lợi. Hơn nữa từ ngữ khí của hắn đến xem. Phản phất vững tin Chu Phương Lợi có thể tấn cấp, nhưng tại lâm triết bốn người xem ra chu phương lợi ngũ âm không được đầy đủ ca hát chạy đều tiếng nói còn giống lừa hí giống như là một cái quyết điểm tụ tập thể đừng nói cùng những tuyển thủ khác cạnh tranh liền xem như để cho chu phương lợi đơn độc tranh tài bọn hắn cũng sẽ không để cho chu phương lợi tấn cấp khi tô triệt đem lời sau khi nói ra lâm triết bốn người lúc này mới thay đổi ý niệm tiếp tục lưu lại giải mộng đảm nhiệm ban giám khảo đợi đến bốn người sau khi rời đi Chu Phương Lợi cũng tới đến văn phòng. Tô đạo, cảm tạ ngài ở trong trận đấu ủng hộ ta, cho ngài thêm phiền toái. Chu Phương Lợi đi vào văn phòng sau, lúc này mở miệng cảm kích nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy, yên tâm tranh tài là được, có thể xem hiểu khúc phổ a. Tô Triệt mở miệng hỏi. Ta tự học qua âm nhạc loại kiến thức chuyên nghiệp, có thể xem hiểu khúc phổ, chính là tiếng nói có vấn đề. Chu Phương Lợi vội vàng đáp lại nói. Xem trước một chút bài hát này từ khúc, tiếp đó thử nghiệm thanh sướng một lần. Tô Triệt mở điện thoại di động lên bên trong truy mộng trẻ sơ sinh tâm khúc phổ, bỏ vào Chu Phương Lợi trước mặt. Chu Phương Lợi đẩy mắt kính một cái, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét khúc phổ. Tô Đạo, nếu không thì bài hát này ngài hay là tìm chuyên nghiệp ca sĩ tới hát A, à để cho ta hát thật sự là quá chà đạp. Chu Phương Lợi xem xong khúc phổ sau, có chút do dự đối với Tô Triệt nói. Hắn có thể nhìn ra bài hát này từ khúc đều cực kỳ ưu tú. Hơn nữa còn là tương đối ít chú ý dốc lòng ca khúc. Nếu như hắn có thể hát bài hát này lời nói, chỉ cần khổ luyện 3 tháng. Đem mỗi một cái âm phù mài đến chính xác. Tuyệt đối có thể bằng vào bài hát này gặp may. Chỉ có điều. Chu Phương Lợi cũng biết chính mình ngón giọng. Bây giờ khoảng cách phục sinh thi đấu bắt đầu chỉ có thời gian một tuần. Hắn căn bản không có thời gian luyện tập. Tại phục sinh thi đấu diễn ra hát bài hát này chính là một loại trà đạp. Trước tiên hát một lần thử xem, hát không tốt cũng không vấn đề gì. Tô Triệt hướng về phía Chu Phương Lợi khích lệ nói. Vậy ta thử trước một chút. Chu Phương Lợi hắn giọng một cái. Sau đó đối chiếu từ khúc. Bắt đầu thanh sướng. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào. Nếu như nó thật tồn tại. Như vậy ta nhất định sẽ đi. Ta nghĩ tại nơi đó. Ngọn núi cao nhất đứng sừng sững. Không quan tâm nó có phải hay không vách núi treo leo. Khi Tô Triệt nghe được Chu Phương lợi dụng lừa hí một dạng tiếng nói biểu diễn ca khúc chủ ca hậu. Ánh mắt trong nháy mắt vì đó sáng lên. Chính là cái mùi này. Lần này tìm đúng người tuy nói mỗi một câu nghe đều giống như không tại trên điều nhưng chính là có loại không hiểu êm tai liền tô triệt nghe được cũng không khỏi hài lòng liên tục gật đầu tại trong hắn gật đầu cổ vũ chu phương lợi cũng là hát ra tự tin càng dài âm thanh càng lớn chủ phó ca ở giữa một hơi liền với hát ở giữa đều liên tục không ngừng chính là dựa vào giọng to cứng trắng trống hướng về phía trước chạy đón đối xử lạnh nhạt cùng chế dẻo sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở có thể nào cảm thấy. Vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chu Phương Lợi đang hát xong nửa đoạn trước điệp khúc sau. Đột nhiên nghe xong xuống. Như thế nào dừng lại, hát tiếp A. Tô Triệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Chu Phương Lợi dò hỏi. Xin lỗi Tô Đạo, âm điệu lên quá cao, vừa mới câu kia hát phá âm. Chu Phương Lợi đầy cõi lòng ấy nấy giải thích nói. Giọng nói chuyện bên trong xen lẫn một tia không muốn. Không nói đến hắn ca hát chạy điều bây giờ ngay cả điệp khúc đều hát không đi lên. Rõ ràng chính là không thích hợp hát bài hát này. Cứ dựa theo ngươi vừa rồi kiểu hát đi hát, liền xem như phá âm cũng không vấn đề gì, tiếp tục hát là được. Tô Triệt hướng về phía Chu Phương Lợi khích lệ nói. Bài hát này nghe chính là loại kia cố gắng đến phần cuối, hàng cả giọng phá âm. Chỉ có loại này tiếng nói. Mới có thể hát ra ca từ bên trong loại kia đối với mộng tưởng và hy vọng. Vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần. Nếu như nói hát đi ra dễ như trở bàn tay cảm giác đây mới thật sự là có vấn đề khó mà cho người ta mang đến cổ vũ cảm tạ tô đạo vậy ta tiếp tục hát chu phương lợi còn tưởng rằng tô triệt đây là đang an ủi hắn vì hồi báo tô triệt ủng hộ hắn quyết định hát lại lần nữa một lần vô luận chạy điều vẫn là phá âm nhất định phải kiên trì đem bài hát này hát xong khi chu phương lợi ho nhẹ hai tiếng điều chỉnh tốt cuốn họng cùng trạng thái sau liền bắt đầu từ đầu biểu diễn truy mộng trẻ sơ sinh tâm đang diễn hát lần thứ hai lúc Chu Phương Lợi hát đến điệp khúc lúc lại lần nữa phá âm. Lần này, hắn cũng không có dừng lại. Mà là sinh sinh dựa vào tiếng nói tiếp tục trống tiếp. Cho dù là trống thàn cả giọng. Không ngừng lại. Cho tới khi truy mộng trẻ sơ sinh tâm hoàn chỉnh hát sau khi xuống tới. Chu Phương Lợi trên cổ nổi gân xanh, đỏ mặt lên. Thở một hơi thật dài. Liền vừa mới lần kia biểu diễn. Trực tiếp đem hắn những năm gần đây gặp hết thảy bất mãn. Cùng với đối với âm nhạc không cam lòng toàn bộ đều rống lên. Sau đó, Chu Phương Lợi cung kính đưa điện thoại di động còn đưa Tô Triệt. Trên mặt cưỡng ép làm ra nụ cười nhạt. Che đậy kính đáy mắt thất lạc. Mặc dù Tô Triệt còn chưa mở miệng. Hắn cũng đã dự liệu đến kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Tô Triệt nhất định sẽ đem từ khúc thu hồi đi. Dù sao, hắn đang diễn hát điệp khúc lúc. Hoàn toàn là dựa vào rống. Căn bản không có biểu đạt ra bất luận cái gì tình cảm. Người ngay tại trên phục sinh thi đấu hát bài hát này ngay tại Chu Phương Lợi suy nghĩ lung tung lúc, Tô Triệt vỗ tay nói: "A". À, Chu Phương Lợi khi nghe đến Tô Triệt đánh giá sau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Hắn căn bản không nghĩ ra Tô Triệt đang nghe xong hắn biểu diễn sau đó, còn có thể quyết định đem bài hát này giao cho hắn tới biểu diễn. Bài hát này muốn chính là khàn cả giọng, ta lại đơn giản cho ngươi tu chỉnh một chút âm tiết, bài hát này liền hoàn mỹ. Tô Triệt mở miệng giải thích: "Tô Đạo, ngài nói là sự thật". Chu Phương Lợi khi nghe đến Tô Triệt sau khi giải thích càng thêm không tự tin. Hắn luôn cảm giác Tô Triệt đây là đang dỗ hắn. Giống như hắn lên tiểu học lúc, cho dù là biểu hiện lại nghịch ngợm, thi thành tích kém đi nữa, lão sư kiểu gì cũng sẽ cổ vũ hắn là ưu tú nhất hài tử. Tấu chương xong. Chương 199, bài hát này không có kỹ xảo tất cả đều là cảm tình. Ta lừa ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ dùng hai bài thần khúc đùa ngươi chơi? Tô Triệt lắc đầu đáp lại nói. Tô đạo, ta không phải là ý tứ kia ta mọc ra lớn vẫn là lần đầu bị người thừa nhận ngón giọng hảo có chút không quá thích ứng chu phương lợi chê cười giải thích nói nhanh chóng luyện tập a ta dạy ngươi một chút kỹ xảo tại phục sinh thi đấu trước khi bắt đầu ta sẽ cho người cho làm tốt nhạc đệm tô triệt hướng về phía chu phương lợi thúc giục nói bài hát này mặc dù có thể phá âm thế nhưng cũng muốn đem ca khúc hoàn chỉnh hát đi ra mới được vạn nhất chu phương lợi tại trên phục sinh thi đấu rống phá cuốn họng đều hát không đi lên cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị đào thải bây giờ cách phục sinh thi đấu bắt đầu chỉ còn lại thời gian một tuần căn bản không có quá nhiều thời gian dùng để luyện tập tô đạo yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng chu phương lợi nghe vậy một mặt trịnh trọng hứa hẹn sau đó liền bắt đầu tăng giờ làm việc luyện tập trong lúc đó tại dưới sự chỉ đạo của tô triệt chu phương lợi ca hát tiêu chuẩn cũng là có chất tầm thường đề thăng Vẽn vẹn thời gian một tuần liền có thể làm đến tại phá âm trạng thái dưới hoàn chỉnh đem truy mộng trẻ sơ sinh tâm hát đi ra một tuần sau. Phục sinh thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì tôi triệt tại trong đấu vòng loại công khai vì Chu Phương lợi lên tiếng duyên cớ. Dẫn đến giải mộng phục sinh thi đấu có thủ dân mạng chú mục. Trực tiếp gia người xem số lượng so đấu vòng loại thời kỳ còn nhiều hơn. Hoan nghênh hiện trường cùng với trực tiếp gia người xem xem giải mộng phục sinh thi đấu, 64 vị trí tại trong đấu vòng loại bị đào thải tuyển thủ, sẽ tại phục sinh trong cuộc so tài cạnh tranh cuối cùng bốn cái tấn cấp danh ngạch. Kế tiếp ta tuyên bố, giải mộng phục sinh thi đấu chính thức bắt đầu phía dưới cho mời vị thứ nhất tuyển thủ dự thi đăng tràng. Theo người chủ trì uy ích tại trong tiết mục tuyên đọc xong quy tắc tranh tài, tuyên bố bắt đầu tranh tài sau. Trực tiếp ra người xem cũng là bắt đầu chủ đề nóng. 64 vị tuyển thủ cạnh tranh bốn cái tấn cấp danh ngạch, cái này sức cạnh tranh so đấu vòng loại còn lớn hơn A. Ta căn bản vốn không quan tâm vị nào tuyển thủ có thế tấn cấp, chỉ muốn nhìn một chút Chu Phương Lợi có thể hay không tấn cấp. Cố ý nhìn Chu Phương Lợi xin giơ tay. Chính là vì nhìn Chu Phương Lợi, cho nên ta mới có thể nhìn hôm nay tranh tài nếu như chu phương lợi có thế tấn cấp liền chứng minh trận đấu này tuyệt đối có nội tình gần như tất cả người xem toàn bộ đều là vì chu phương lợi cho nên mới sẽ xem tranh tài đều muốn xem giải mộng đến cùng có hay không nội tình không chỉ trực tiếp ra người xem liền lâm triết mấy người bốn vị ban giám khảo trong lòng cũng đối hôm nay phục sinh thi đấu tràn đầy chờ mong tại quá khứ thời gian một tuần bên trong bọn hắn giống như là người mông cổ trong lòng một mực có một cái nghi hoặc đó chính là tô triệt vì sao lại vững tin chu phương lợi có thể tại phục sinh trong cuộc so tài thu được bọn hắn tán thành từ đó tấn cấp sự nghi ngờ này trong lòng bọn họ chiếm cứ một tuần lâu bây giờ cuối cùng có thể giải khai bởi vì phục sinh thi đấu thuộc về kèm theo tranh tài cho nên nhịp điệu thi đấu cực nhanh vẻn vẹn sau 2 giờ liền đến phiên xếp ở vị trí thứ 30 chu phương lợi ra sân hôm nay ta muốn biểu diễn khúc mục là truy mộng trẻ sơ sinh tâm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong chu phương lợi đối mặt ống kính giới thiệu xong sau đó hiện trường liền vang lên truy mộng trẻ sơ sinh tâm nhạc đệm tại phía sau hắn trên màn hình lớn cùng với internet live ở giữa bên trong cũng bắn ra người viết ca khúc khi tất cả người xem nhìn thấy người viết ca khúc là tô triệt sau trong nháy mắt liền sôi trào cơm nờ người viết ca khúc vậy mà tất cả đều là tô triệt bài hát này tô triệt giống như chưa từng tuyên bố chẳng lẽ là gần nhất mới sáng tác đi ra ngoài ca khúc đạo diễn tự mình hạ tràng vì tuyển thủ sáng tác bài hát này có được coi là là công nhiên gian lận. Không tính, chỉ cần ban giám khảo không nhường, lấy Chu Phương Lợi trình độ tuyệt đối không cách nào từ phục sinh thi đấu tấn cấp. Ta liền buồn bực, Tô Triệt đến cùng là nghĩ gì, vậy mà lại cho Chu Phương Lợi sáng tác bài hát. Chính là, liền Chu Phương Lợi tại trong đấu vòng loại ngũ âm không hoàn toàn biểu hiện, cho hắn viết cái hoàn toàn chính là lãng phí A. Tại trong người xem nghi kỵ âm thanh. Chu Phương Lợi tạp lấy nhạc đệm điểm. Dùng lừa hí một dạng tiếng nói bắt đầu biểu diễn truy mộng trẻ sơ sinh tâm làm khán giả nhóm khi nghe đến Chu Phương Lợi biểu diễn chủ ca hậu, càng ngày càng tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán. Ta cũng đã sớm nói, liền giọng nói này, làm sao có thể từ phục sinh thi đấu tấn cấp. Tô triệt xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, từ khúc chất lượng đơn giản tuyệt. Đáng tiếc Chu Phương Lợi trình độ không được, lãng phí ưu tú như vậy từ khúc. Nếu như Chu Phương Lợi có thể tấn cấp, đây tuyệt đối là tấm màn đen. Không chỉ hiện trường người xem. Lâm triết mấy người bốn vị ban giám khảo biểu lộ cũng là càng ngày càng nghi hoặc bọn hắn vốn cho là chu phương lợi sẽ mang đến để cho người ta cảm giác mới mẻ biểu hiện kết quả vẫn là cùng đấu vòng loại một dạng không có bất kỳ biến hóa nào cứ như vậy hát tiếp kết quả cũng chỉ sẽ bị đào thải vô luận là người xem vẫn là ban giám khảo hay là trần hán sơn ở bên trong tiết mục tổ lúc này tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ có tô triệt một người ngồi ở thính phòng phía sau cùng nhìn xem chu phương lợi biểu diễn trên mặt mang tự tin ý cười nguyên bản đứng tại trên sân khấu biểu diễn chu phương lợi khi nhìn đến dưới đài ban giám khảo cùng khán giả nghi kỵ biểu lộ sau trong lòng cũng lần nữa không có thực chất càng hát âm thanh càng hư chỉ có điều khi hắn nhìn thấy tô triệt trên mặt loại kia biểu tình tự tin lúc trong lòng lần nữa tràn đầy sức mạnh đúng lúc gặp lúc này nhạc đệm cũng đến điệp khúc bộ phận cao trào chu phương lợi hít sâu một hơi dùng ra tất cả sức lực lấy ngay cả hát mang rống phương thức đem những năm gần đây vì truy đuổi âm nhạc mộng tưởng mà trả giá cố gắng. Toàn bộ ra sức hát đi ra. Hướng về phía trước chạy. Đón đối xử lạnh nhạt cùng chế dẻo. Sinh mệnh rộng lớn. Không trải qua gặp trắc trở có thể nào cảm thấy. Vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liền xem như máu tươi tung tóe ôm ấp. Khi Chu Phương Lợi tiến ca thông qua âm hưởng truyền khắp hiện trường cùng với trực tiếp gian. Lâm Triết bọn người cùng với tất cả người xem cùng nhau thay đổi thần sắc. Tại trong chu phương lợi cái kia gần như khàn khàn phá âm. Bọn hắn nghe được chu phương lợi những năm gần đây. Vì âm nhạc mộng tưởng mà trả giá cố gắng. Có chút chỗ sâu nghịch cảnh người xem. Lúc này cũng bị chu phương lợi tiếng ca lây. Chỉ trong cảm giác trong lòng tràn đầy sức mạnh. Trực tiếp gian bên trong nguyên bản tràn đầy nghi kỵ mưa đạn. Giờ khắc này toàn bộ đã biến thành sợ hãi tháng phục. CMN, bài hát này thực ngưu bức, rõ ràng ca sĩ ngũ âm không được đầy đủ, nhưng mà lại có thể cổ vũ nhân tâm. Tô Triệt không hổ là giới âm nhạc đỉnh lưu, sáng tác năng lực chính là lợi hại, viết ra cái ca liền xem như phá âm tẩu điều, cũng có thể hát ra sức cuốn hút. Bài hát này không có kỹ xảo, tất cả đều là cảm tình. Ta đã hiểu bài hát này biểu diễn kỹ xảo, có thể phá âm nhưng không thể gián âm đầu chó. Cái này hát thứ đồ gì, phá âm chạy điều nghiêm trọng như vậy, a, à, làm sao lại hát xong, ta còn không có nghe đủ đâu. Vừa mới thi nghiên cứu thất bại, nghe xong bài hát này sau ta cảm giác tự mình tới năm vẫn như cũ có thể tái chiến. Phanh Phanh. 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 Ngay tại tất cả người xem đang vì bài hát này từ khúc mà cảm thấy kinh diễm lúc. Bốn vị ban giám khảo cũng cùng nhau bóp lại tấn cấp cái nút. Tấu chương xong. Chương 200, ai quy định sẽ không tiếng Anh liền không thể hát bài hát tiếng Anh. Bốn đạo băng khô sương mù tại cùng một thời gian từ bốn vị ban giám khảo chỗ ngồi bên cạnh phun ra. Bốn tên ban giám khảo nghe Chu Phương lợi lên tiếng biểu diễn. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau cùng tu triệt. Trong mắt chỉ có kinh hỉ bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tô triệt sáng tác năng lực lại có thể hóa một nát thành thần kỳ liền chu phương lợi loại này ngũ âm không được đầy đủ cao âm phá âm tuyển thủ cũng có thể thông qua biểu diễn tô triệt ca khúc biểu hiện ra kinh người sức cuốn hút không chút nào khoa trương mà nói liền chu phương lợi hôm nay ở trên vũ đài biểu hiện không hề yếu tại đấu vòng loại bên trong thực lực tối cường tuyển thủ tấn cấp tự nhiên không thể tranh luận bốn vị ban giám khảo toàn bộ đồng ý tấn cấp ngoại trừ sao mùng một ở phía trước tuyển thủ bên trong tuyển ra mình đội viên. Mặt khác ba tên ban giám khảo chiến đội chỗ ngồi còn trống đi một cái ghế. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Khi Chu Phương Lợi biểu diễn sau khi kết thúc, ba vị ban giám khảo sẽ bắt đầu cướp người. Loại tình huống này, cho dù là tại trong đấu vòng loại, cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Trực tiếp ra người xem khi nhìn đến một màn này sau, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả phía trước một mực phun giải mộng có tấm màn đen dân mạng lúc này, cũng đều đang vì Chu Phương Lợi biểu hiện mà cảm thấy chấn kinh. Giờ khắc này, theo bọn hắn nghĩ, Chu Phương Lợi tấn cấp chính là hợp tình lý. Bị đào thải mới là tấm màn đen. Trên sân khấu Chu Phương Lợi khi nhìn đến bốn vị ban giám khảo toàn bộ để cho hắn sau khi tấn cấp. Chỉ cảm thấy chính mình cố gắng nhiều năm, cuối cùng không có cô phụ giấc mộng trong lòng. Xúc động phía dưới. Nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt. Liền tiếng ca đều trở nên nghẹn ngào khàn giọng. Nhưng mà đang diễn hát truy mộng trẻ sơ sinh tâm lúc cảm tình biểu đạt càng trực quan tiếng ca sức cuốn hút cũng liền càng mạnh trực tiếp gian bên trong có không ít người xem bắt đầu thừa cơ phát mưa đạn vì chính mình hứa hẹn hiện trường người xem lúc này cũng là vì đó động dung giơ cánh tay lên đi theo chu phương lợi tiết tấu một bên vẫy tay vừa đi theo ngâm nga thậm chí làm ống kính cho đến hiện trường người xem đặt tả lúc có không ít người xem cũng đã đỏ cả vành mắt thẳng đến cả bài hát hát xong Nhạc đệm kết thúc về sau, hiện trường càng là tiếng vỗ tay như sấm động. Cảm tạ Tô đạo, cảm tạ ban giám khảo cùng với người xem, có thể cho ta lần này cơ hội." Chu Phương Lợi cầm xuống kính mắt, lau khô tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt. Đối mặt Tô Triệt vị trí, cúi đầu 90 độ cảm kích nói. Hắn sở dĩ có thể lấy được lúc này thành tích, hoàn toàn cũng là bởi vì Tô Triệt. Nếu như không có Tô Triệt sáng tác từ khúc, cho dù là hắn trống nát cổ họng, cũng bộc phát không xuất hiện ở sức cuốn hút đến nỗi tấn cấp càng là tuyệt đối không thế tại mới vừa rồi trong trận đấu bốn vị ban giám khảo toàn bộ đồng ý chu phương lợi tấn cấp bởi vì mùng một ban giám khảo chiến đội đã đủ quân số cho nên chỉ có ba vị ban giám khảo nắm giữ cướp người quyền lợi kế tiếp cho mời ba vị ban giám khảo từ trái sang phải lần lượt lên tiếng xem ai có thể đem chu phương lợi kéo vào chính mình chiến đội đợi đến chu phương lợi cảm xúc ổn định sau đó vi thiếu tiếp tục chủ trì tiết mục mà tại trong cướp người khâu Lâm Tuyết mấy người ba vị ban giám khảo nhau nhau sử dụng đòn sát thủ. Không phải mời Chu Phương Lợi tham gia chính mình buổi hòa nhạc, chính là biểu thị nguyện ý vì Chu Phương Lợi về sau tại giới âm nhạc phát triển trải đường. Hứa hẹn điều kiện muốn nhiều phong phú có nhiều phong phú, chính là muốn đem Chu Phương Lợi kéo vào chính mình chiến đội. Dù sao, tại mới vừa rồi biểu diễn bên trong, Chu Phương Lợi biểu diễn đi ra ngoài sức cuốn hút thật sự là quá rung động. Chỉ bằng truy mộng trẻ sơ sinh tâm bài hát này, hắn hoàn toàn có thể một khúc bạo hồng nếu như sau này tô triệt có thể tiếp tục vì hắn sáng tác cho dù là đoạt được quán quân cũng không phải là không thể được chu phương lợi tại nghe xong ba vị ban giám khảo hứa ra điều kiện sau đi qua cân nhắc lại tác quyết định cuối cùng gia nhập vào lâm triết chiến đội sau đó tiếp tục tranh tài tiến hành phía sau tuyển thủ vì tranh đoạt cuối cùng hai cái tấn cấp danh ngạch biểu diễn cũng là càng ngày càng ra sức ngay tại giải mộng phục sinh thi đấu trực tiếp thời điểm còn không có đợi tranh tài kết thúc Chu Phương Lợi biểu diễn truy mộng trẻ sơ sinh tâm video tranh tài. Cũng bị dân mạng ghi lại. Upolat đến trên Internet. Giải mộng lớn nhất khắc mã, lại là hắn. Tô triệt tuệ nhãn thức châu, chỉ dựa vào một ca khúc liền khai cuộc ra một vị ưu tú ca sĩ. Sự thật chứng minh, giải mộng không có tấm màn đen, chỉ có vì mộng tưởng mà làm ra cố gắng. Bốn vị ban giám khảo đồng thời thông qua, Chu Phương Lợi thành công tấn cấp. Đám dân mạng tại xem xong video, nghe xong Chu Phương Lợi biểu diễn ca khúc sau cũng là bị Chu Phương Lợi biểu diễn lây. Vì truy mộng trẻ sơ sinh tâm từ khúc mà cảm thấy kinh diễn. Bài hát này từ khúc thật sự mạnh, nghe ta huyết mạch phúng trương. Đây mới thật sự là đo thân mà làm, cười khóc. Video đã đao loạt bảo tồn, tương lai thi nghiên cứu một năm, liền dựa vào nghe bài hát này giữ vững được. Vốn cho là tô triệt là đang chơi tấm màn đen, không nghĩ tới là đang vì giới âm nhạc khai cuộc nhân tài. Chu Phương Lợi cũng quá may mắn, có thể gặp phải tô triệt dạng này bá nhạc. Chu Phương Lợi may mắn cũng là hắn nên được, điều kiện bản thân yếu như vậy còn có thể vì giấc mộng kiên trì nhiều năm như vậy, đáng đời hắn có thế tấn cấp. Ngay tại tất cả dân mạng đang vì Chu Phương Lợi tấn cấp mà cảm thấy cao hứng lúc. Một cái âm dương quái khí chủ đề lặng yên xuất hiện ở trên Internet. Đạo diễn tự mình hạ tràng vì tuyển thủ viết cái, đây chính là lớn nhất tấm màn đen, ta sẽ đích thân chứng minh ai cũng có thể hát bài hát này. Chủ đề người tuyên bố là một cái thông qua hát lại, góp nhặt hơn 30 vạn fan hâm mộ chủ lâu. Mà chủ đề nội dung chính là hắn hát lại truy mộng trẻ sơ sinh tâm thu video ở trong video. Tên này chủ long dựa vào thực lực mình. Dễ như trở bàn tay hát xong cả thủ ca khúc. Vô luận là âm điệu, vẫn là điệp khúc bộ phận cao trào. Biểu hiện đều so với Chu Phương Lợi cái này nguyên hát còn tốt hơn. Nhưng mà dân mạng tại xem xong video sau lại không có mua trướng. Xem xong video sau đó, ta chỉ có thể nói nghe chi nhàm chán, bỏ thì lại tiếc. Ngươi chỉ là bắt chước hát ra hình mà thôi, không có bất kỳ cái gì nội hàm. Chờ ngươi lúc nào từ bỏ hát lại, thông qua bản gốc truy đuổi chính mình âm nhạc mộng tưởng lúc, liền biết cùng Chu Phương Lợi trên lệch. Ta từ Chu Phương Lợi ca khúc nghe được ra vì giấc mộng mà trả giá cố gắng, mà tại trong ngươi ca khúc chỉ là nghe được huyễn kỹ. Ngay tại đám dân mạng ở trên internet chủ đề nóng Chu Phương Lợi cùng truy mộng trẻ sơ sinh tâm bài hát này lúc. Giải mộng tại trải qua dài đến 4 tiếng tranh tài sau. Phục sinh thi đấu kết thúc mỹ mãn. Bởi vì trong lúc đó có Chu Phương Lợi chó sáng biểu hiện. Lại thêm cạnh tranh so đấu vòng loại còn muốn kịch liệt. Dẫn đến phục sinh cuộc so tài xem chút thậm chí so đấu vòng loại còn nhiều hơn. Đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Chu Phương Lợi khi lấy được Tô Triệt thông tri sau. Lại lần nữa đi tới Tô Triệt phòng làm việc tạm thời. Đây là người tại chiến đội trong cuộc so tài biểu diễn ca khúc, xem trước một chút. Chu Phương Lợi mới vừa vào cửa, Tô Triệt liền đem từ khúc phát cho hắn. Khi Chu Phương Lợi khi nhìn đến ca từ sau. Cả người không khỏi vì đó sửng sờ. Hắn căn bản cũng không hiểu tiếng Anh. Tiếng Anh từ đơn toàn bộ nhờ hán ngữ ghép vần liều mạng đi ra. Chớ nói chi là biểu diễn bài hát tiếng Anh khúc. Tô đạo, ta sẽ không tiếng Anh a. À. Chu Phương Lợi lúng túng đối với Tô Triệt giải thích nói, ai quy định sẽ không tiếng Anh liền không thể hát bài hát tiếng Anh. Tô Triệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Chu Phương Lợi hỏi ngược lại. Tại Hoa ngữ trong giới âm nhạc, có không ít ca sĩ sẽ nếm thử tuyên bố bài hát tiếng Anh khúc. Nhưng mà những thứ này ca sĩ bản thân trình độ tiếng Anh căn bản cũng không cao tỉ như lúc trước dùng một cồng hỏa ra vòng hoàng lão bản. Chính là ví dụ tốt nhất. Tấu chương xong.